Thời tôi còn đi học đại học, một trong những môn khiến tôi bị ám ảnh nhất đó là môn toán cao cấp. Cứ đến tiết là tôi lại ngủ gà ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài. Mà cái cô nữ chính Trần Mê Nhân trong phim này cũng y vậy, trong giờ toán đã ngủ gật lại còn nằm mơ. Bà mơ trở thành nhà thiết kế mô hình cao cấp, giật mình tỉnh dậy tưởng thầy giáo gọi phát biểu. Đang lúng túng thì nam chính vừa học giỏi đẹp trai lại con nhà giàu bước vào lớp. Anh ấy tên là Trung Vị Nha. Hình như cả hai có quen biết nên vừa trông thấy anh, Mê Nhân đã đội cái mũ len che mặt. Sau giờ học cả hai ra ngoài gặp nhau, Trung Vị nói đã hơn 2 năm rồi. Cuối cùng thì em cũng lại rơi vào tay anh. Tại sao ngày đó biến mất không từ mà biệt hả? Em là đồ tối đó có biết không? Mê Nhân cứ chối quanh co rồi tìm cách bỏ chạy. Vừa về đến phòng thì gặp cô bạn La Tư nhiều chuyện. Cô gái được mệnh danh là tình báo viên của ký túc xá đã vội chọc ghẹo Mê Nhân mới đi gặp người yêu hay sao mà hớn hở vậy. Ở cùng phòng với Trung Vị là Tiểu Việt, một dân hóng hớt chuyên nghiệp và đam mê bóng rổ. Tiểu Việt trước kia từng học chung với Mê Nhân và nghe cô ấy kể là bị ế chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Trung Vị nghe vậy lấy làm không hài lòng cho lắm. Hội nữ sinh này đang chờ người bạn cuối cùng đến nhận phòng, đó là cô nàng hoa khôi Hứa Miêu Miêu, bốn mắt đang cặm cụi học bài là Triệu Cố, một cô nàng mạnh mẽ và theo đuổi sự nghiệp. Mỗi ngày lên lớp Mê Nhân đều tránh Trung Vị như tránh tà, lúc thì cố ý đi với thầy giáo, lúc thì kèm kèm bên hội bạn. Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, Mê Nhân sao em cứ phải trốn tránh anh vậy chứ? Lại còn nói với mọi người chưa từng có người yêu bao giờ nữa hả? Cô gái ấp úng không biết trả lời ra sao bèn giả vờ đau bụng rồi chạy mất. Mê Nhân về đến phòng thì nhận được thư mời tham dự ngày hội đặt hàng nội bộ Hằng Xương Ký. Mà thật ra thư mời này là bà tự đặt, người ta làm giả chứ có ai mời bà đến đâu. Hôm sau cũng may ông chú bảo vệ mắt mũi tèm lem không phát hiện ra, nên Mê Nhân đã thành công được vào triển lãm. Ở đây trưng bày rất nhiều mô hình tượng vô cùng đáng yêu. Trung Vị không ngờ lại là con trai của chủ tịch Hằng Xương Ký. Anh đang theo bố đến ra mắt các sản phẩm ở công ty. Lúc này Mê Nhân đang mải thao bất tuyệt giới thiệu cho mọi người về những tác phẩm nghệ thuật. Vì là một fan cuồng nên còn lén chụp lại một số tác phẩm để về lấy le với hội chị em. Cơ mà hành động ấy đã bị Trung Vị từ xa chụp lại mà cô không hề hay biết. Mấy cô cậu thanh niên này bắt đầu tụ tập ăn uống chúc mừng cuộc sống sinh viên sắp tới. Ai ai cũng chia sẻ nhiều ước mơ hoài bão sau này. Mê Nhân cũng vậy, cô mong muốn trở thành một nhà thiết kế mô hình cao cấp và tương lai sẽ xin vào làm ở Hằng Xương Ký. Đó là công ty sản xuất mô hình đẳng cấp nhất khu vực. Hôm sau lớp trưởng đến tìm Miêu Miêu để nhờ chút chuyện. Vì cô ấy có gương mặt xinh đẹp nên rất thích hợp đại diện lớp đi thi đại sứ cho trường. Nhưng Miêu Miêu từ chối vì không thích mấy việc tầm phào đó. Thuyết phục Miêu Miêu không được mà Trung Vị cũng không xong, khiến lớp trưởng phát đau đầu. Tiểu Việt nhân cơ hội thay 7.749 bộ cánh khác nhau mong sẽ được đi làm đại sứ trong trường. Nhưng nhan sắc có hạn, thủ đoạn cũng không có nốt thì làm sao nổi. Mê Nhân giờ ra ngoài lúc nào cũng phải cố che kín mít để không bị Trung Vị phát hiện. Mà càng muốn trốn thì trốn càng không được, mau trả lời anh đi, tại sao ngày đó không từ mà biệt. Nếu không nói thì đoạn video này sẽ được gửi đến cho giám đốc nhân sự Hằng Xương Ký đấy. Hết cách Mê Nhân đành bịa ra một mả lý do. Nào là hai cung hoàng đạo không hợp nhau rồi thì anh không được cơ bắp 6 múi. Nhưng Trung Vị thừa thông minh để biết đó là mấy lời ngụy biện. Anh rời đi và cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ rồi hãng trả lời. Tiểu Việt ở phòng luôn cố gắng tập tạ ngày đêm, mong tay sẽ có thêm vài con chuột. Như vậy sẽ dễ dàng đi thi đại sứ trường hơn. Cậu còn định nhờ Mê Nhân sẽ vẽ cho mình một tấm áp phích thật đẹp để tranh cử nữa. Trung Vị thấy vậy thì quay xe 360 độ. Anh quyết định sẽ đại diện cho lớp đi tranh ngôi vị đại sứ. Từ lúc có trong tay đoạn video, Trung Vị đã có cớ hạch sách gặp gỡ crush nhiều hơn. Lúc thì bắt sửa xe hỏng, lúc lại bắt đi mua đồ ăn thức uống. Và còn nhờ cô vẽ cho một tấm áp phích thật đẹp trai để đi thi. Dù không muốn làm nhưng Mê Nhân đành chấp nhận bởi đã bị nắm thóp mà. Qua cái loa phóng thanh Tiểu Việt, cô biết ngày mai Trung Vị sẽ có một trận thi đấu bóng rổ giao hữu. Bà cô này định thuyết âm mưu gì đây ta? Trận đấu bóng rổ của Trung Vị diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhìn anh nào anh nấy đều lem lem hết ấy. Đến lúc nghỉ giải lao, lớp trưởng còn nhiệt tình mua nước đến giải khát cho cả đội. Hoa khôi Miêu Miêu vốn thích thầm Chính Trạch nên không ai nhờ cô cũng tự đem nước đến cho người ta. Về phía Mê Nhân, cô lén la lén lút tìm cách vào bên trong nhà thi đấu, sau đó tiếp cận túi sách nhằm lấy trộm điện thoại của Trung Vị, may mà không bị ông lớp trưởng phát giác. Mê Nhân tính xóa đi cái video kia đi để Trung Vị không còn thứ gì đe dọa mình nữa, nhưng thử bẻ khóa nhiều lần mà nhập hoài không đúng, cuối cùng thử nhập ngày sinh nhật của mình thì lại ra. Mà xui cái là Trung Vị đã phát hiện bị mất điện thoại đã đuổi ra tới nơi. Anh đã cắp lên cloud rồi tìm sao được mà xóa, em vẫn còn non và xanh lắm. Anh ấy từ chối khi được một fan nữ đưa nước cho uống. Khoảng khắc ấy khiến Mê Nhân nhớ lại lúc còn học cấp 3, anh vẫn luôn từ chối mọi cô gái như vậy, kiếm đâu ra được người đàn ông tử tế như vậy chứ Mê Nhân à. Cô mang theo nhiều nỗi niềm trở về ký túc xá, thấy Miêu Miêu đang ngồi rảnh rỗi bèn đến hỏi mấy câu vô tri, nếu giả dụ cậu bị người yêu bỏ rơi không từ mà biệt, sau đó vài năm sau vô tình gặp lại người ta thì cậu sẽ làm gì? Miêu Miêu khỏi suy nghĩ trả lời luôn là phải trả thù rồi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì phải nhớ nguồn. Kẻ đã làm mình đau thì sao có thể dễ dàng tha thứ. Cô bạn La Tư không mấy quan tâm đến câu chuyện của Mê Nhân, vì giờ bận đi ăn cơm với crush đẹp trai rồi. La Tư cất công chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh người yêu mà anh ta cứ chê ỉ chê ôi. Có liếc liếc xem tin nhắn điện thoại một chút thì cũng tỏ thái độ gay gắt khó chịu. Yêu nhau mà cứ giấu giấu giếm giếm kiểu này là tôi nghi có điểm rồi. Theo lịch hẹn trước đó, Trung Vị sẽ nhờ Mê Nhân vẽ giúp tấm áp phích để đi thi đại sứ cho trường. Anh còn cẩn thận phủi ghế tính ngồi cạnh nhau tình cảm chút, mà nào ngờ cái bà Mê Nhân này chỉ nhanh chóng muốn vẽ xong rồi về. Nhưng vẽ 7.749 tấm thì Trung Vị vẫn không hài lòng, chê xấu các kiểu. Tức mình Mê Nhân bỏ ra bờ hồ chơi với tiểu hoàng thượng. Trung Vị biết mình đùa có hơi quá nên đi đến xin lỗi cô. Anh nói dù lý do trước kia em chia tay anh là gì cũng không còn quan trọng nữa. Anh không muốn biết và cũng không còn giận em. Nhưng em vẫn phải vẽ áp phích thật đẹp cho anh, đừng quên video vẫn còn đấy nhé. Nói rồi anh bế tiểu hoàng thượng đi, khoảnh khắc ấy trông cứ như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy. La Tư và anh người yêu tiếp tục hẹn hò ở rạp chiếu phim. La Tư hỏi có phải anh không còn yêu em nữa không? Sao lại thay đổi mật khẩu điện thoại, giữa chúng ta trước kia đâu có bí mật nào? Thấy bạn gái xem phim mà nói nhiều quá nên lấy mồm bịt lại luôn. Hôm sau cả lớp có bài kiểm tra môn toán cao cấp, thế nhưng Mê Nhân lại không thấy có mặt. Ra là cô đang bận rộn đi nộp áp phích cho Trung Vị trước khi hết thời hạn cho phép. Cảm kích trước sự nhiệt tình của Mê Nhân nên Trung Vị đến tìm cô ôn lại kỷ niệm xưa. Nhưng cô thì cứ né tránh, chỉ mong anh hãy xóa cái video đó đi. Tức mình Trung Vị bảo hãy lên kế hoạch giúp anh giành chiến thắng trong cuộc thi đại sứ trường. Lúc đó anh sẽ xóa video đó đi. Lại một lần nữa bị sai vặt, bà cô này tỏ ra khó chịu lắm. Khó chịu là vậy nhưng Mê Nhân về vẫn luôn nghiên cứu cách để giúp Trung Vị có thêm nhiều phiếu bầu. Đang đau đầu rồi lại thêm đau bụng vì tới tháng, nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Trung Vị ngoài giờ đi học thì luôn hỗ trợ bố việc ở công ty. Lần này anh đang giúp trưởng phòng Tề Siêu tăng doanh số bán lẻ cho công ty. Họ cá cược với bên giám đốc thiết kế nếu doanh số mà thấp hơn thì Trung Vị sẽ phải cúi đầu xin lỗi công khai. Anh ấy nhớ về tấm áp phích mà Mê Nhân vẽ, nên nảy ra ý tưởng sản xuất đồ chơi khi tiếp xúc với con người sẽ tỏa ra sự ấm áp nhẹ nhàng. Ý tưởng này cũng khá hay nên Tề Siêu đã bắt tay vào thử nghiệm ngay. Vì đến tháng mà hết bỉm nên Mê Nhân phải chạy ra siêu thị mua cấp tốc, khổ nỗi lại gặp lớp trưởng cũng mua đồ ở đó. Cứ tưởng bị lớp trưởng mắng vì việc cúp tiết toán hôm trước nên cô vội chạy đi mà quên cả bỉm. Hết cách, lớp trưởng đành mang đến nhờ Miêu Miêu gửi cho cô. Thế nhưng lại bị Hoa Khôi hiểu nhầm là tên biến thái, đúng là làm ơn mắc oán mà. Cô nàng Miêu Miêu trúng tiếng sét ái tình của hot boy bóng rổ Chính Trạch nên cứ hở ra lại chạy đến xem anh tập luyện. Cơ mà vây quanh anh fan nữ hơi đông nha. Khung cảnh chuyển sang ký túc xá nam, lớp trưởng bốn mắt đang viết tiểu thuyết tình yêu thì máy tính giở trò đình công đòi tiền sửa. Đúng lúc đó một cậu bạn đi phát phiếu bầu nhờ mọi người ủng hộ, mà người trong ảnh chính là Trung Vị. Ra đây là kế hoạch vận động bầu cử đại sứ của Mê Nhân nghĩ ra. Trung Vị không hài lòng lắm bèn gọi điện hẹn cô lên sân thượng trường học trao đổi. Mê Nhân mua rất nhiều phụ kiện hỗ trợ trong đợt bầu cử sắp tới, xem ra cô ấy quyết tâm phải giúp Trung Vị giành giải quán quân rồi. Miêu Miêu giúp cô ấy khuân đồ và luôn thắc mắc sao Mê Nhân lại phải nhiệt tình quá mức như thế. Không lẽ cô bạn của mình có tình ý gì đó với Trung Vị sao? Mê Nhân nghe vậy thì chối đây đẩy nói ra sự việc về đoạn video. Thấy cô bạn cùng phòng đang gặp rắc rối nên cũng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ. Họ quên mất cái loa nên Miêu Miêu đã xung phong đi mua hộ. Lúc lên đến sân thượng thì bị Trung Vị chất vấn. Tại sao có thể in cái ảnh ố dề như thằng dở hơi đem phát cho mọi người được chứ? Cô vội giải thích đối thủ lần này của anh vô cùng nặng ký. Đó là đại ba, một anh chàng cao to đen hôi mồ hôi dầu. Còn anh nhìn anh xem trông có khác gì một tên thư sinh gầy còi yếu sinh lý hay không? Vậy cho nên ta cần phương án đánh vào tâm lý tinh thần của mọi người. Anh được cô quảng cáo là hot boy con nhà giàu, ai mà bỏ phiếu thì sẽ được thưởng cổ phần công ty. Tôi cũng đến chịu bà Mê Nhân này, khó thế mà bà cũng nghĩ ra. Tại cửa hàng công nghệ Miêu Miêu đến tìm mua một cái loa công suất lớn, tình cờ lại gặp lớp trưởng đang đến đây sửa máy tính. Miêu Miêu vô tình đọc được mấy tệp tiểu thuyết trong cái lab nên cứ làm trò chọc ghẹo cậu bạn. Trông có vẻ ông lớp trưởng này đang cảm nắng cô bạn Hoa Khôi rồi đây. Đang bàn bạc kế hoạch tác chiến bầu cử trên sân thượng thì Mê Nhân nhận được điện thoại của anh shipper. Cô nói mình đã đặt mua rất nhiều vật dụng hỗ trợ phục vụ trong bầu cử đại sứ, nhưng sao bên ngoài lại ghi có cả quần lót lụa, đây cũng là đồ hỗ trợ bầu cử hả? Mê Nhân thấy Trung Vị hỏi vậy thì xấu hổ chạy vội về ký túc. Bà này đúng đam mê săn sale Shopee hay sao ấy mà mua lắm đồ dữ. Trong lúc vơ vội nên Mê Nhân đã lấy nhầm đồ ship của cô bạn Triệu Cố. Miêu Miêu không biết nên đã lỡ tay cắt bưu phẩm đó ra, trông giống như là tấm ga giường hoa văn hơi già dặn. Triệu Cố vì vậy mà không vui đôi co qua lại với đám Mê Nhân. Có thế thôi mà mấy bà cũng cãi nhau cho được. Ngày hội bầu cử đang vào trạng đua nước rút, Mê Nhân cùng Trung Vị mặc bộ đồ đôi gấu bông trông hết sức đáng yêu. Để thu hút được mọi người bỏ phiếu thì họ cần cố gắng rất nhiều. Lớp trưởng cũng giúp đi phát tờ rơi cùng thỏ hồng. Cứ nghĩ người bên trong là La Tư nên lại tranh thủ nói xấu Miêu Miêu. mà ai dè là bà Miêu Miêu trong bộ đồ đó, thế là cậu lại bị ăn đòn vì cái tội cái mồm làm khổ cái thân. Trung Vị làm theo Mê Nhân chỉ dẫn cứ nhảy hip hop never diện liên tục. Quả nhiên cách này thành công thu hút đám fan nữ. Nhìn cảnh tượng đó, Mê Nhân bất chợt nhớ lại quãng thời gian trước đây. Cô và Trung Vị đã quen biết nhau từ hồi con rất nhỏ. Lúc đó Trung Vị chôn cất một con mèo đã chết nên bị lũ bạn trêu chọc bắt nạt. Cũng may là có Mê Nhân đến giúp đỡ, có lẽ tình cảm của Trung Vị với cô cũng bắt đầu từ ngày thơ bé. Sau nhiều nỗ lực cuối cùng Trung Vị cũng đã trở thành đại sứ cho trường. Anh muốn trong ngày phát biểu toàn trường thì Mê Nhân sẽ lên tặng hoa cho anh. Biết Trung Vị bị dị ứng với hoa cúc nên Mê Nhân cố tình để đám fan nữ điên cuồng lên tặng hoa. Trung Vị bởi thế mà ngất xỉu tại chỗ, lúc tỉnh dậy nghe Tiểu Việt nói thì mới biết là trò của Mê Nhân bày ra. Cô nàng cũng tính chơi khăm lại anh một chút thôi mà không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng vậy. Hôm sau vì áy náy trong lòng nên cô đã hẹn Trung Vị ra để xin lỗi. Thái độ của anh bây giờ khác hẳn lúc trước, chỉ nói đã xóa video đi rồi không ai nợ ai rồi rời đi. Sau hôm bị dị ứng hoa cúc, Trung Vị vẫn luôn nghỉ ốm không lên lớp. Mê Nhân trở thành tội đồ vì đã hại chồng quốc dân của đám con gái trong trường. Miêu Miêu vẫn đắm chìm vào lưới tình của hot boy bóng rổ Chính Trạch. Sơ hở ra là bà đến bắt chuyện thả thính với người ta liền. Ở thư viện con mọt sách, Triệu Cố vô tình có cuộc gặp gỡ với Thạch Hầu. Đó là một đàn anh khóa trên nổi tiếng học giỏi trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Vậy là cả hai bắt đầu làm quen trao đổi học vấn với nhau. Mê Nhân vẫn ngồi một mình trong phòng suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua. Vì tấm áp phích là tác phẩm đầu tiên của cô vẽ cho Trung Vị, nghĩ cũng có chút tiếc nuối nên lén đến kho lấy đem về làm kỷ niệm. Hành động đó bị ông Hoàng nhiều chuyện Tiểu Việt bắt gặp. Anh khuyên cô mấy người kiểu hot boy hay hot girl chỉ để ngắm thôi, tuyệt đối không thể nào với tới gần được đâu nên đừng có mơ mộng nữa. Đang thao thao bất tuyệt thì gặp Triệu Cố và Thạch Hậu đi về. Vì vẫn giận nhau vụ lấy nhầm bưu phẩm lần trước nên cả hai vẫn tránh né mặt nhau. Trở về phòng thì Mê Nhân bất ngờ nhận được email từ Hằng Xương Ký thông báo lịch phỏng vấn tại công ty. Đây là cơ hội lớn trong đời, có thể trở thành nhà thiết kế như cô vẫn ao ước. Họ còn nói các thí sinh cần đem tác phẩm xuất sắc nhất đến tham gia buổi phỏng vấn. Về phía Trung Vị, bữa trước làm mặt lạnh thế thôi, chứ thật ra lúc nào cũng chờ tin nhắn làm hòa từ Mê Nhân. Trưởng phòng Tề Siêu gọi đến thông báo tin vui dự án mèo thân thiện sưởi ấm đã được công ty phê duyệt. Sắp tới Trung Vị sẽ hợp tác cùng đi chụp hình quảng cáo dự án. Cô nàng Mê Nhân bắt đầu hành trình đi đặt hàng làm mô hình, nhưng vì số lượng cô đặt làm quá ít nên không công xưởng nào muốn nhận làm cả. Trung Vị cùng anh trưởng phòng cũng đang đến một công xưởng để đặt làm 20.000 mô hình mèo bầu bạn sưởi ấm. Ông quản đốc từ chối vì chỗ họ chỉ nhận làm từ hàng triệu trở lên. Trưởng phòng giải thích vì đây là bản giới hạn làm thử nên số lượng về sau sẽ nhiều hơn, nhưng vẫn bị ông ta từ chối. Hết cách, anh đành lôi thân phận của Trung Vị là sếp nhỏ của tập đoàn Trung Thị ra, thì thái độ của quản đốc quay xe nhận làm luôn. Cả hai vui vẻ ra về thì Trung Vị bắt gặp Grad. Cô đang đi thất thểu chán đời mãi không chỗ nào nhận làm mô hình. Tính kéo vali về nước thì đấng cứu thế xuất hiện. Cả hai đi ăn uống nhậu nhẹt cùng với nhau. Trong lúc say xỉn rượu vào lời ra bà cô này cứ than trời trách đất, sống chết cũng đòi vào Hằng Xương Ký làm nhà thiết kế mô hình cao cấp cho bằng được. Thấy Mê Nhân say khướt không biết trời sao gì nữa nên anh đã đưa cô về khách sạn nghỉ tạm. Tôi biết trong cái hoàn cảnh đặc biệt này thì kiểu gì cũng có vài hình ảnh lãng mạn thế này mà. Nhưng chuyện chỉ dừng ở đây thôi nha, chứ không có gì thêm nữa đâu anh em ạ. Lúc sau tỉnh dậy Mê Nhân thấy Trung Vị đang nằm cạnh mình. Cô nhớ lại mấy hình ảnh đáng xấu hổ tối qua mà không biết chui vào đâu cho đỡ nhục. Toan ngồi dậy thì đã bị anh túm lại ôm vào lòng ngủ tiếp, khoái khoái chảy nước miếng quá. Sáng hôm sau bọn họ cùng đi đến công xưởng gần đấy đặt lại vấn đề làm mô hình cho Mê Nhân. Trung Vị lấy thân phận là một blogger nổi tiếng có tới hàng triệu fan hâm mộ. Anh sẽ quảng cáo giúp công xưởng với điều kiện hãy làm giúp số lượng nhỏ mô hình. Nể mặt Trung Vị nên ông quản đốc đã chấp thuận, cả hai vui mừng đi dạo phố cùng nhau. Trung Vị kể lại câu chuyện hồi cấp 3 anh đã từng ước sau này cả hai đứa sẽ học cùng một trường đại học chung một lớp. Tiễn cô lên xe về ký túc xá, cả hai nhìn nhau đầy lưu luyến. Cá chắc sau phi vụ này tình cảm giữa hai người này bắt đầu nhen nhóm trở lại rồi. Hôm sau Trung Vị tiếp tục giải quyết một số công chuyện ở công ty. Sau đấy anh nhanh chóng tới trường đi học. Bà cô này là chúa đi học muộn mấy tiết toán cao cấp. Thầy giáo vốn nổi tiếng khó tính vậy mà giờ vẫn còn lạch bà lạch bạch. Trung Vị tính chở Mê Nhân đi cho nhanh nhưng xe đạp lại không có yên. Kết quả Mê Nhân cùng với 3 nam sinh khác đã đến trễ. Trong lúc 3 anh chàng kia bị thầy giáo huấn, Trung Vị giả vờ cầm sách hỏi bài thầy nên đã giúp Mê Nhân thành công lẻn vào lớp học. Cuối tiết một nhóm nữ sinh đi ngang qua tay cử chỉ trỏ trỏ về phía Miêu Miêu. Tức mình cô nàng ngồi bật dậy hỏi có chuyện gì. Họ nói Mê Nhân là kẻ trộm cắp đi lấy đồ của bạn cùng phòng. Tin đồn đó là do từ mồm của cô bạn Triệu Cố mà ra. Triệu Cố vẫn khó chịu trong lòng vụ lấy nhầm bưu phẩm lần trước, lại thêm nghĩ Mê Nhân tung tin mình cặp kè cùng anh khóa trên Thạch Hầu nên ôm hận trong người, không muốn bị dèm pha thêm nên Mê Nhân đề nghị cả bọn về phòng giải quyết. Trung Vị nãy giờ chứng kiến muốn giúp cô nhưng bị hất tay ra phũ phàng. Đến lúc về ký túc xá gặp Thạch Hầu đứng đó thì sự thật mới rõ. Người tung tin nói Mê Nhân là kẻ trộm vậy mà lại là anh ta chứ không phải Triệu Cố. Cô quả là có một anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo đấy. Mê Nhân giải thích việc lấy băng vệ sinh của Triệu Cố dùng tạm là sự cố ngoài ý muốn chứ không phải trộm cắp vặt gì. Miêu Miêu cũng nhảy vào bên bạn thì mới chợt nhớ ra cái hôm lớp trưởng đưa băng vệ sinh cho mình. Cô vội chạy đến ký túc xá Nam thuật lại mọi chuyện cho lớp trưởng nghe, rồi bắt anh đi mua cho mình cái khác. Trời ơi, chuyện của chị em phụ nữ các cô thì tự đi mà giải quyết, lôi tôi vào làm gì chứ. Lớp trưởng hậm hực đi lên kể lại cho Trung Vị nghe. Anh nói muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Hơn nữa với tính cách của Miêu Miêu thì lớp trưởng sẽ không được sống yên thân đâu. Ngẫm nghĩ một hồi thấy lời Trung Vị nói cũng đúng. Lớp trưởng đành lén la lén lút đi đến siêu thị tìm mua đúng loại bỉm hôm nọ. Sợ bị đám bạn phát hiện nên còn vơ vội ít đồ khác rồi thanh toán. Nào ngờ trong số đó có cả 3 con sâu. Hiểu lầm lớp trưởng là tên biến thái trong lòng Miêu Miêu ngày càng sâu sắc. Hóa giải được phi vụ bỉm thì Triệu Cố lại đổ tiếp vụ mất đồng hồ. Vừa nói xong một người vào thông báo đã tìm được đồng hồ của Triệu Cố. Do một tên trộm chuyên ăn cắp vặt trong ký túc xá đã bị bác bảo vệ tóm. Đến lúc này nét mặt Triệu Cố có chút rén ngang. Mê Nhân ngồi ngắm nghía lại tấm áp phích, cô nhớ lại hành động hất tay Trung Vị lúc anh muốn đứng ra bênh vực cho cô. Đang suy nghĩ thì Triệu Cố mở cửa bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn. Cô gửi lời xin lỗi vì đã lỡ nghi oan cho Mê Nhân khi chưa có bằng chứng cụ thể gì. Nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã qua nên Mê Nhân cũng không để bụng. Họ lại cười đùa ôm nhau hòa giải vui vẻ. Tối đến trước khi đi ngủ Mê Nhân cũng đã nhắn tin xin lỗi Trung Vị về hành động trên lớp. Đấy thế có phải là cả nhà cùng vui không? Hôm sau toàn trường tổ chức hội chợ sinh viên đông vui náo nhiệt. Mọi người đều có cơ hội ghi danh vào những câu lạc bộ mình yêu thích. Thấy Trung Vị đang ghi tên vào câu lạc bộ bóng rổ, Mê Nhân vội chạy ra bắt chuyện nhưng anh ấy ngó lơ cô luôn. Lý do là bởi tin nhắn xin lỗi tối qua ngắn gọn cụt lủn xúc tích quá nên người ta mới làm mặt giận. Mê Nhân và Miêu Miêu hí hửng đăng ký tham gia câu lạc bộ nhảy cổ vũ. Do đến muộn lên hết slot, cả hai thất vọng ra về thì Chính Trạch xuất hiện. Anh đã dùng quan hệ để giúp cả hai có thể ghi danh. Đến vòng sơ tuyển Mê Nhân lên nhảy trông khá kỳ cục nhưng cũng gọi là tạm được. Còn bà Miêu Miêu chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ nhảy chớt quất. Thầy giáo huấn luyện viên lập tức gạch tên cô khỏi sổ. Lúc đọc tên những người được chọn Mê Nhân cố xin thầy cho thêm cơ hội bằng một tiết mục nhảy. Cả hai trông cứ như con loang quang vậy, kết quả thấy Mê Nhân có màn điệu bạn xuất sắc còn Miêu Miêu thì không. Hết cách Mê Nhân đành ép huấn luyện viên phải nhận cả Miêu Miêu, nếu không em sẽ không tham gia nữa. Vì đang thiếu nhân tài điệu bạn như Mê Nhân nên ông thầy đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy là họ đã thành công ghi danh vào đội nhảy cổ vũ cho trường. Ghi danh xong cả hai đến nhà thi đấu coi đội của Trung Vị giao lưu bóng rổ. Các chàng trai được đà thể hiện với các fan nữ phía dưới nên thi đấu rất chi là hăng say hút hồn. Đến giờ nghỉ giải lao Mê Nhân chủ động mang nước tới cho Trung Vị, nhưng lại bị ông thần vô duyên Tiểu Việt giành lấy mất. Ổng nghĩ là Mê Nhân đưa nước cho ổng đó. Lát sau huấn luyện viên bước đến hỏi chiều cao cân nặng từng người để ghi danh vào đội bóng chính thức. Tiểu Việt tuy nhỏ con nhưng thi đấu nhanh nhẹn khá tốt. Lúc hỏi chiều cao đã bịa ra con số 1m75. Mà thầy giáo nhìn thấy đâu có đúng lắm, nhờ cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của Mê Nhân. Nào là cao 1m72 thôi nhưng từng là vận động viên thi đấu xuất sắc nhất trường cấp 3 trước kia các kiểu, đã thành công qua mặt thầy giáo và được ghi tên vào đội. Miêu Miêu lúc này chạy đi đưa nước cho Crat Chính Trạch thì bắt gặp anh đang tình tứ với người yêu nên hết sức hụt hẫng. Để dỗ ngọt Trung Vị cô đã quyết định chơi lớn, mua hẳn chai nước loại 10 lít luôn. Thế này thì tắm rửa được luôn chứ nói gì uống. Đánh bại mọi đối thủ fan nữ của anh rồi. Tiểu Việt mặc dù đã được ghi tên vào đội nhưng toàn bị chỉ trích là thấp bé nhẹ cân không bằng Trung Vị. Tức mình cậu ta chơi xỏ nhét tất thối cả tuần chưa giặt vào gối Trung Vị nhà ta. Cái mùi đó chắc đứng xa cỡ 300 mét vẫn còn ngửi thấy. Lớp trưởng mũi thính không chịu được đã phải xịt hết nguyên chai nước hoa mà vẫn không bay hết mùi thối. Còn Trung Vị đang mải đắm chìm vào tình yêu can nước 10 lít nên thối vậy thối nữa cũng chả quan tâm. Miêu Miêu sau khi biết Crat đã có bạn gái thì đau lòng khôn xiết. Cô trở về ký túc xá trong tình trạng say khướt. Dù bạn bè có hỏi lý do thì cô cũng chỉ ôm chăn mà khóc hu hu. Hôm sau là buổi tập luyện nhảy cổ vũ đầu tiên mà Miêu Miêu không có mặt. Nguyên nhân cô nàng muốn gia nhập đội chả phải vì Chính Trạch sao, mà giờ thành ra vậy thì thiết tha chi nữa. Mê Nhân bắt gặp Chính Trạch cười đùa với gái thì cũng đã ngờ ngợ đoán ra được lý do Miêu Miêu đau lòng. Cô trở về phòng an ủi Miêu Miêu, đời con dài dai còn nhiều, sao phải vì một thằng đàn ông đều giả không xứng đáng mà đau lòng chứ. Nghe bạn nói có lý nên Miêu Miêu cũng phần nào nguôi ngoai rồi xóa kết bạn với Chính Trạch luôn. Tại Hằng Xương Ký, dự án mèo bầu bạn sưởi ấm có vẻ không mấy thuận lợi như mong đợi, bởi nguyên liệu làm ra phức tạp hơn nên cũng độn giá thành lên cao. Điều đó khiến người tiêu dùng không mấy hứng thú tiếp cận. Trung Vị đến tìm gặp bố cũng là chủ tịch của công ty. Anh nói các sản phẩm của chúng ta thiết kế khá độc đáo, chỉ có điều cách marketing truyền thông không giúp đẩy doanh số lên được. Anh xin bố cấp vốn để mở chuỗi cửa hàng trải nghiệm thử cho người dùng, nhưng chủ tịch từ chối vì cho rằng nó quá mạo hiểm. Trung Vị buồn bã chuyện đó nên đã cúp tiết không lên lớp, khiến Mê Nhân khá là lo lắng. Thật ra là anh đi gặp cô Bạch kể đầu đuôi rồi nhờ cô rót vốn, mà cô Bạch này lại là bồ của bố anh. Chỉ vài cử chỉ lời nói ngon ngọt đã thành công xin được chủ tịch tiền để đầu tư dự án, đúng là ông bố dạy gái mà. Lo lắng không biết Miêu Miêu có chuyện gì mà hôm nay lại cúp tiết, nên lớp trưởng tốt bụng đã đến hỏi thăm cô. Vừa xuống dưới nhà thì lại bắt gặp cảnh Chính Trạch đưa bạn gái về ký túc xá. Thế là nước mắt nước mũi cô lại tuôn rơi, lớp trưởng thấy vậy trong lòng cũng nhói đau, muốn an ủi động viên nhưng bị Miêu Miêu đuổi về. Lúc trở lên cô chỉ nói lại với Mê Nhân là mai muốn đi dạo cho khuây khỏa. Ngay sau khi nhận được tiền cấp vốn, Trung Vị cùng trưởng phòng Tề Siêu đã đi tìm thuê cửa hàng, nhưng chỗ nào cũng đều hét giá trên trời cả. Mất cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được mặt bằng ưng ý. Sau giờ học mọi người ăn cơm trưa cùng nhau. Miêu Miêu vì thất tình nên luôn đắm chìm vào mấy cuốn tiểu thuyết, thậm chí cô còn nhập tâm như thể mình là nữ chính trong chuyện vậy. Có điều cô không biết mấy cái tiểu thuyết tình yêu xến sẩm đó là do lớp trưởng viết ra. Cái người mà cô ghét cay ghét đắng luôn gọi là biến thái ấy. Lúc ăn xong Miêu Miêu gặp riêng lớp trưởng, cô cảnh cáo cậu nếu dám tiết lộ việc mình khóc lóc vì bị thất tình ra để mọi người biết được thì cái mạng quèn của cậu sẽ không xong với cô đâu. La Tư như thường lệ đến thăm bạn trai, vô tình lại trông thấy cảnh tượng một cô gái xinh đẹp khác đang rất thân mật với bạn trai mình. Nén cục tức, cô đem ra một chiếc khăn màu trắng, là chiếc khăn gió ấm cô tự tay đan cho người yêu. Đây cũng như một cách tuyên bố chủ quyền bồ của chị thì đừng con nào động vào vậy đó. Vì nguồn vốn không nhiều nên Trung Vị chỉ có thể thuê lại một nơi khá cũ kỹ, sẽ phải tu sửa lại kha khá trước khi có thể đưa vào hoạt động. Đám thợ trang trí muốn đòi thêm tiền công vì phần công việc phải làm quá nhiều. Trung Vị hết vốn nên đành nghĩ ra Hạ Sách sẽ bao cơm họ một ngày 2 bữa, mà cơm đấy là lấy của tập đoàn Trung Thị ra chứ tiền đâu mà mua. Hôm nay trường diễn ra buổi giao hữu bóng rổ khá quan trọng, các chàng trai của chúng ta thi đấu hết sức tập trung hết mình. Các cổ động viên reo hò cổ vũ cho cả hai đội rất náo nhiệt. Hết hiệp một, các cô gái xinh đẹp trong đội nhảy cổ vũ cũng được triệu tập ra sân tiếp lửa. Mê Nhân vội chạy ra nhà thi đấu nhưng khóa sau lưng lại bị kẹt. May có soái ca Trung Vị ra kéo giúp, anh không quên hẹn cô sau buổi thi đấu gặp nhau ngoài công viên. Sau màn tiếp lửa của nhóm nhảy thì hiệp 2 chính thức bắt đầu. Nhờ chiều cao và sự khéo léo của át chủ bài, Trung Vị đã giúp trường ta giành toàn thắng. Chính Trạch gặp Miêu Miêu hỏi sao cô cứ trốn tránh anh mãi thế. Ôi, ông có người yêu rồi thì còn gặng hỏi quan tâm người ta làm gì nữa chứ. Lớp trưởng thấy vậy bèn ra giải vây và kéo Miêu Miêu đi. Có lẽ sau sự việc này Miêu Miêu sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với anh lớp trưởng bốn mắt hiền lành này. Mê Nhân đứng đợi Trung Vị ngoài phòng thay đồ để cùng nhau ra công viên như đã hẹn. Đợi mãi thì Tiểu Việt chạy ra nói vừa có một cô xinh đẹp đã đi cùng Trung Vị mất rồi. Vội chạy đuổi theo thì thấy anh đang cười đùa với một hot girl nào đấy không rõ mặt. Chắc cũng hơi ghen nên Mê Nhân hậm hực bỏ về luôn. Mãi muộn Trung Vị mới đến điểm hẹn. Mê Nhân vẫn ở đó chờ nhưng vì giận quá mất khôn nên đã không thèm ra gặp anh. Triệu Cố đi dạo cùng anh người yêu Thạch Hầu, vừa đi cả hai vừa hàn huyên tâm sự. Anh nói rất lo lắng cho con đường tương lai sự nghiệp sau này. Nếu ở lại thành phố lập nghiệp sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí sinh hoạt, nên anh tính sau khi học xong sẽ về quê sinh sống và làm việc. Tất nhiên là anh rất muốn Triệu Cố về quê cùng anh sau này, nhưng cô vốn là người mạnh mẽ theo đuổi sự nghiệp nên đã từ chối đề nghị của anh. Thậm chí cô còn quyết định sẽ chia tay với Thạch Hầu. Anh chàng đau khổ vì thất tình nên uống say rồi cứ lải nhải dưới sân ký túc xá nữ. Mãi sau cô bảo vệ đuổi đi mới chịu về. Cái bà Triệu Cố này đúng là mẫu lạnh lùng gơn quá đi. Nhớ lại cảnh Trung Vị đi với gái lúc chiều nên Mê Nhân tức mình đem vứt áp phích anh vào sọt rác. Sáng hôm sau gặp anh mặt cô cũng tỉnh bơ xem như không quen biết. Đã thế cuối tiết học còn bị thầy giáo mắng cho te tua vì tội học dốt toán còn không chịu ghi chép. Đúng là một ngày số nhọ cho Mê Nhân. Thấy vậy Trung Vị đã đưa vở ghi chép của anh trên lớp cho Mê Nhân mượn học. Kỳ thi môn toán cao cấp cũng đã đến, khỏi kể cũng biết Trung Vị vẫn đạt điểm số cao nhất lớp, còn Mê Nhân vẫn đội sổ bét lớp không thể hơn. Thầy giáo khen Tiểu Việt lần này đã có thành tích tiến bộ hơn nhiều, mà đều là nhờ vào vở ghi chép của Trung Vị mới được vậy cả. Trung Vị rất tức giận vì Mê Nhân đã không nhận thành ý của mình, ngược lại còn tự tiện đưa vở cho Tiểu Việt học. Có gặng hỏi thế nào cô cũng chỉ mặt nặng mày nhẹ cáu kỉnh với anh. Về còn tự đăng lên group trường, nói đến cuối kỳ sẽ cố gắng tự học để đạt 80 điểm trở lên. Nếu không cô sẽ nhảy xuống bơi trong hồ nước ở trường. Phía Trung Vị thì đang giận cá chép thớt, nói đúng hơn là giận người yêu nên chút bực dọc lên người đám thợ thi công. Trong mắt nhìn chỗ nào cũng không vừa ý, bắt thợ phải sửa lại bằng hết. Ở ký túc xá lớp trưởng xem livestream của Miêu Miêu kêu gọi bình bầu đại sứ cho Thế vận hội mùa đông. Mắt anh chàng nhìn cô hát mà cứ sáng lên như sao. Tiểu Việt nảy ra ý rủ cả bọn đi hát karaoke cho vui, không quên bảo Trung Vị rủ cả bạn gái hot girl đi cùng. Cả lớp đều trông thấy cảnh anh đi gặp gái ngày hôm đó rồi. Nghe đến đây Trung Vị mới ngộ ra nguyên nhân crush giận dỗi mình mấy hôm nay là gì. Cả bọn thuê phòng hát karaoke với nhau, nhưng chỉ có mỗi ông loang quang Tiểu Việt này là hát 2 tiếng đồng hồ không chán. Mãi lúc lâu mới thấy Trung Vị tới, anh còn gọi rất nhiều đồ ăn cho mọi người và xí chỗ ngồi cạnh Mê Nhân. Mọi người bắt đầu chơi trò truyền mic, mỗi người sẽ hát một câu. Trung Vị cố canh đến khúc tôi chưa có người yêu tôi vẫn còn độc thân, như thể cố ý nói cho cô nàng Mê Nhân nghe vậy. Bà nghe thế thì khoái khoái vui vẻ cười đùa lại với anh liền. Lúc ra về cả hai đã hóa giải hiểu nhầm hôm nọ, thì ra hot girl mà anh gặp chỉ là cô Bạch, là bạn của bố anh mà thôi. Thế mà có người cũng ghen rồi giận cơ đấy, phải có yêu thì mới có ghen nha quý dị. Cả hai còn chốt hạ nắm tay nhau công khai đi dạo phố. Vậy là họ chính thức quay lại chặng đường yêu đương rồi đó bà con. Đẩy thuyền cho cặp đôi chính của chúng ta nào. Trên đường đưa Tiểu Việt say khướt về phòng lớp, trưởng bắt gặp Miêu Miêu đang chạy bộ ở sân. A hỏi cô sao không tham gia với lớp lại ở đây một mình, nhưng sợ cô lại hiểu nhầm mình theo dõi nên nói được vài câu lại bỏ đi. Đúng là anh chàng bốn mắt nhát cái mà. Hôm sau là ngày mà Mê Nhân đến Hằng Xương Ký để phỏng vấn xin việc. Cô đã cố gắng lựa chọn trang phục và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho sự kiện quan trọng này. Các vị giám đốc rất hài lòng với mô hình dự thi rất có hồn của cô, nhưng có điều sơ yếu lý lịch lại viết đang theo học ngành quản trị kinh doanh, mà công ty chỉ tuyển dân theo học đúng ngành thiết kế mà thôi. Vậy là cô nhiễm nhiên trượt phỏng vấn. Chán đời ra quán cà phê ngồi cho đỡ buồn thì gặp được Quý Nhân. Cô vô tình gặp giám đốc thiết kế Hằng Xương Ký. Anh ấy khá ấn tượng với thiết kế trong hộp của cô, nên đã đồng ý cho cô được ghi danh, hẹn 2 tuần nữa hãy đến công ty để thử việc. Mê Nhân vui mừng khôn xiết liền gọi điện báo tin cho anh người yêu, hẹn tối nay sẽ đi uống trà sữa tâm sự. Cô khoe đã được nhận vào Hằng Xương Ký và muốn mượn vở toán của anh để học bài. Từ nay phải quyết tâm cố gắng hơn trong con đường sự nghiệp và học tập. Trung Vị cũng nói qua việc mình sắp tới sẽ mở cửa hàng cho Mê Nhân nghe. Cả trường được nghỉ cuối tuần vài ngày, Trung Vị về ăn cơm với bố và dì Bạch. Vì dì thích phong cách hoàng gia Thái Lan nên hai bố con họ cũng phải miễn cưỡng chiều theo. Mê Nhân sau khi ăn cơm xong thì lao vào học bài ngay. Cô quyết tâm phải bằng người yêu chứ không thể thua kém anh quá được. Triệu Cố về quê thăm bố mẹ ít hôm, gia đình lại có truyền thống trọng nam khinh nữ, nên bữa cơm ăn cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Đám thợ sửa cửa hàng cho Trung Vị chê tiền công quá ít nên đã đòi đình công hết, cho nên công việc dang dở còn lại Trung Vị và trưởng phòng Tề Siêu phải đích thân làm nốt. Từ ngày con gái trở về nhà lúc nào cũng cặm cụi nhốt mình trong phòng học bài, khiến cho thầy Bu hết sức lo lắng. Đây đâu phải là con gái Mê Nhân thường ngày của chúng ta, không lẽ nó bị trầm cảm trong lòng không vui mới lao vào học hành điên cuồng như vậy. Sợ con gái tự kỷ nên thầy Bu liền đuổi cô ra ngoài bắt đi chơi đến tối mới được quay về. Đang lang thang không biết nên đi đâu chơi thì cô nhớ lại trước kia còn học cấp 3, Trung Vị đã từng chôn một hộp sắt dưới gốc cây trong công viên. Tò mò không biết bên trong có gì cô liền đến đào nó lên. Ra là ảnh chụp chung kỷ niệm của hai người lúc mới yêu nhau, trông cute xỉu luôn. Đang lang thang nhặt lá đá ống bơ thì cô vô tình gặp được Trung Vị. Thấy anh đang lao động sửa chữa vất vả tại một cửa hàng. Cô nghĩ những tin đồn trước kia nào là công tử con nhà giàu của tập đoàn Trung Thị, nào là xế xịn xe sang tiền tiêu không hết, chỉ toàn là tin đồn nhảm. Không ngờ cuộc sống Trung Vị lại khó khăn đến ngày nghỉ cũng phải đi làm vậy. Cô liền đút cho anh ít tiền kêu anh cố gắng lên rồi rời đi. Đúng là chủ tịch giả nghèo trong truyền thuyết mà. Mê Nhân trở về nhà này nỉ mẹ cho thêm tiền tiêu vặt. Cô kể nghèo kể khổ chịu đói chịu rét ra sao để mẹ siêu lòng. Chắc lại xin thêm tiền cho dai chứ gì, nhưng nói thế nào thì mẹ cũng không cho thêm. Hết cách cô đành nhờ đến ông bố, biết bố có quỹ đen nên cô không ngần ngại mà xin liền. Thương cô con gái rượu nên bố đã đưa gần hết quỹ đen quỹ đỏ cho cô. Vào phòng bắt đầu tưởng tượng việc mình đưa tiền cho Trung Vị có thể khiến anh cảm thấy tự ti thiếu tôn trọng. Mê Nhân lập tức gọi điện cho người yêu kiểm tra tình hình, mà Trung Vị ra ngoài mua đồ để quên điện thoại ở nhà. Trưởng phòng Tề Siêu không biết nên đã cúp máy luôn. Điều đó càng khiến cho bà cô tưởng suy đoán của mình là đúng rồi. Hôm sau Trung Vị mải dọn dẹp cửa hàng nên không thể lên lớp học. Mê Nhân lo lắng đã đợi anh cả buổi dưới ký túc xá nam, sợ Trung Vị nghĩ bị coi thường với hành động đút tiền cho anh ngày hôm qua, nên Mê Nhân đã chủ động đòi lại số tiền ấy. Thấy anh móc ra đống tiền lẻ mà Mê Nhân xém rơi nước mắt. Mê Nhân bắt đầu công việc nhân viên thực tập tại Hằng Xương Ký ngày đầu tiên. Bà cô quản lý xanh nõn chuối này cứ rèm pha Mê Nhân mãi, chê cô vốn đã rớt từ vòng gửi xe do học trái ngành thiết kế. May mà có giám đốc Cưu Mang giúp đỡ cho không thì sao vào đây ngồi được. Đang buồn phiền vì mấy lời nói đó thì ra ngoài va trúng trưởng phòng Tề Siêu. Lần trước bắt gặp anh đi phát tờ rơi trong trung tâm thương mại cùng Trung Vị, nên cô cứ tưởng anh là nhân viên bất động sản đến đây làm thêm. Vì muốn giấu kín chuyện cho cậu chủ nên Tề Siêu cũng vào hùa với câu chuyện Mê Nhân tự nghĩ ra luôn. Oan ra ngõ hẹp lại gặp giám đốc thiết kế đúng lúc đi ra. Cả hai như nước với lửa lại đấu võ mồm về doanh số các thứ. Giám đốc lát sau vào họp thì thái độ cáu gắt khác hẳn lúc trước. Chắc do bực tức vừa nãy với Tề Siêu nên bản vẽ của ai cũng bị chê xấu hết. Riêng bản vẽ của Mê Nhân lại được giám đốc khen, khiến các đồng nghiệp khác tức nổ con mắt. Giám đốc hỏi cô có quen với Tề Siêu hay Trung Vị không, nhưng cô nói dối chỉ quen chứ không thân. Bà không biết ông giám đốc này đang đối đầu cạnh tranh doanh số với Trung Vị nhà bà. Tan làm về Mê Nhân lại tạt té qua chỗ người yêu chơi, nhưng cô chỉ lén lút nhìn anh từ xa. Qua lời kể của Tiểu Việt, cô biết mai có trận thi đấu bóng rổ nên phòng bọn họ không có ai ở. Cô tính lên kế hoạch gì đó bất ngờ cho Trung Vị thì phải. Cửa hàng ô trí của Trung Vị đã chuẩn bị xong xuôi cho ngày mai khai trương. Anh muốn rủ Mê Nhân đến chung vui nhưng cô từ chối. Với vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa và tài ăn nói khéo léo, nên Trung Vị đã giới thiệu sản phẩm mèo bầu bạn sưởi ấm vô cùng thành công. Mới ngày đầu mà đã có rất nhiều người đến hỏi mua mô hình mèo sưởi ấm. Hy vọng những ngày sắp tới doanh số sẽ tăng lên chóng mặt. Sáng sớm Mê Nhân đã trực chờ dưới tòa nhà ký túc xá Nam. Đợi cho đám Tiểu Việt ra ngoài, cô liền cải trang hòng qua mặt cô bảo vệ, rồi đột nhập vào phòng Trung Vị ở. Vừa bước vào đã thấy căn phòng bốc mùi rác rưởi vất lung tung cả lên. Phòng bọn con trai ở đúng là bừa bộn hết sức. Cô bắt tay vào dọn dẹp đám hổ lốn ấy, gấp chăn màn quần áo quét dọn tất thảy. Ngay cả cái tất thối của Tiểu Việt dưới gối Trung Vị cô cũng đem ra giặt sạch sẽ. Tiểu Việt và lớp trưởng lúc quay về thì hết sức ngạc nhiên, không tin đây là cái ổ heo họ ở thường ngày. Cả hai còn liên tưởng không lẽ là nàng tiên nào hiện lên dọn dẹp. Với sự khôn vặt của Tiểu Việt, anh nghĩ ngay đến Mê Nhân. Nghĩ mấy ngày qua cô cứ hỏi về Trung Vị nên đoán Mê Nhân được thuê để làm việc này. Cứ thế hôm sau cô lại đến dọn dẹp phòng cho bọn họ. Lần này còn sửa cả máy sấy máy điều hòa, đúng là cô nàng đa năng. Dọn dẹp xong còn cố ý để lại một đôi dép hình con mèo cho Trung Vị đi. Cả bọn về phòng thì lại trầm trồ ngạc nhiên lần hai, không ngờ nàng tiên giỏi đến vậy. Trung Vị nhìn đôi dép cái thì biết ngay nàng tiên là crush rồi. Được tặng đôi dép mèo cute nên dù là đi học trên lớp hay đi làm ở công ty, Trung Vị lúc nào cũng mang nó. Đúng là tình yêu luôn làm người ta mở con mắt. Hôm sau nàng tiên tiếp tục đến ký túc xá Nam dọn dẹp phòng cho người yêu. Nhưng hôm nay bất ngờ có đoàn kiểm tra đến. Họ rất hài lòng vì phòng này giữ gìn rất sạch sẽ. Mê Nhân hoảng quá không biết trốn ở đâu bèn leo ra ngoài ban công cửa sổ. Đám bạn học phía dưới trông thấy bắt đầu hiếu kỳ lại xem. Họ hét lớn hỏi cô vào ký túc xá Nam để tìm gặp ai, chắc là người yêu rồi. Ban quản lý thấy nguy hiểm bèn nói sẽ kỷ luật cả hai cái cô cậu này luôn. Vì sợ ảnh hưởng đến Trung Vị nên cô đã nói dối là đến tìm Tiểu Việt. Trung Vị thấy mọi người cứ đẩy thuyền cho cặp đôi kia thì lấy làm tức giận lắm. Tiểu Việt hỏi cô đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Trung Vị từ khi nào. Lần này anh sẽ không ăn ốc mà nhận đổ vỏ cho cô một lần. Thích yêu hot boy, sau này mà có thất tình thì đừng có mà khóc lóc với anh. Mê Nhân cả ngày vất vả nên đã bị ốm, ăn thêm quả kỷ luật của nhà trường do tự ý vào ký túc xá Nam nhiều lần không xin phép. Hoàng Tiểu Việt cũng không khá khẩm hơn là mấy. Trước giờ anh vẫn luôn tự ti bởi chiều cao khiêm tốn của mình. Trong lúc chơi bóng rổ với đám bạn xảy ra va chạm khiến miếng độn chiều cao trong giày văng ra. Khỏi nói cũng biết đám bạn cười xỉ vả vào mặt anh ra sao. Tiểu Việt đến tiệm thuốc mua băng gạc thì bắt gặp Miêu Miêu đi mua thuốc cho Mê Nhân. Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn vì dám tán tỉnh bạn mình. Khổ thân không ăn ốc mà cứ bị ép đổ vỏ hoài. Trung Vị đến công ty thì được mọi người chúc mừng việc mở cửa hàng ô trí doanh số rất tốt. Nhưng anh vẫn cứ đang hậm hực vụ ở ký túc xá Nam. Tề Siêu khuyên anh hãy công khai tình cảm để không bị mọi người hiểu nhầm nữa. Trong lúc đó mấy cô bạn cùng phòng vừa chăm sóc cho Mê Nhân vừa gặng hỏi cô chuyện tình cảm. Không thể giấu được nữa nên cô đành khai ra chuyện yêu Trung Vị và nhờ Tiểu Việt đổ vò. Đang chém gió thì nghe loa phát thanh trường nói Trung Vị hẹn Mê Nhân ra công viên gặp mặt. Anh đưa áo cho cô mặc và nắm tay đi dạo quanh trường để công khai tình cảm cho mọi người biết. Tiểu Việt bắt gặp có ý đẩy thuyền nên đã chụp giúp họ mấy kiểu ảnh. Mới đi dạo nắm tay cùng với crush một tí thôi mà tin tức cô quen hot boy trường đã lan ra khắp nơi. Kẻ thì ghen tức, người thì chúc mừng. Họ nói cô may mắn mới vớ được hot boy học giỏi đẹp trai như Trung Vị. Tiểu Việt giờ lại bị đám bạn trêu chọc là kẻ ế không có người yêu rồi. Đang lang thang ăn kem thì bắt gặp Trung Vị ăn mặc sang trọng bước lên xế xịn cùng một người phụ nữ. Tiểu Việt nhiều chuyện đã nhanh tay quay lại cảnh tượng đó. Ra là dì Bạch đến đón Trung Vị đến quán cà phê để khoe với hội bạn thân. Mấy bà dì cứ thích khoe khoang thành tích học tập của con cái. Dì Bạch khoe có thằng con trai lớn vừa học giỏi vừa là hot boy đại sứ cho trường. Nghe vậy mấy bà dì mắt tròn mắt dẹt chỉ biết câm nín. Trung Vị cũng tranh thủ xin mẹ cho thêm ít tiền tiêu vặt để đi hẹn hò với người yêu. Ông thần hóng hớt Tiểu Việt vậy mà lén theo dõi đến tận quán, còn chụp lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Trở về, việc đầu tiên cậu ta làm là tính mách lẻo chuyện ban nãy với Mê Nhân, đúng là đốt nhà người ta mà. Tiểu Việt nói Trung Vị là con nhà giàu giả thôi nhưng cô không mấy quan tâm tới phát hiện trên. Cả hai còn hẹn tối gặp nhau để trả áo khoác cho Trung Vị. Về phía Triệu Cố, sau khi chia tay Thạch Hầu ít hôm, cô nàng đã làm quen được với một anh Tây Ba Lô ở lớp học cô làm gia sư. Cả hai giờ chắc đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau rồi. Mê Nhân đến đưa áo khoác cho người yêu như đã hẹn, còn nói áo này giặt chung một loại nước xả vải với cô nên rất thơm nữa đấy. Trung Vị hí hửng đi lên khoe Tiểu Việt, còn nói mấy đứa ế thì sao ngửi thấy mùi đặc biệt này. Chắc là ngứa mắt với chuyện tình yêu của người ta nên thánh nhiều chuyện. Tiểu Việt đã bày ra trò phá đám. Trên diễn đàn trường tràn lan tin tức Trung Vị là hot boy nhà nghèo, phải đi bốc vác lao động khổ sai, hơn nữa còn được một tú bà phong lưu bao nuôi nữa chứ. Ngày hôm sau ở trường, người nhà đều bàn tán tin Trung Vị là con nhà giàu giả. Họ nói xấu xong còn cười đùa khoái chí khiến Mê Nhân mất bình tĩnh. Cô đứng hẳn lên ghế, tay cầm đôi đũa hét lớn, Trung Vị là con nhà nghèo đó thì đã sao, người ta lao động bằng đôi tay chân chính. có ăn cắp ăn trộm gì của nhà mấy người đâu mà nói xấu người ta dữ vậy. Đến chiều cô còn cùng Trung Vị đi ăn mì trộn để an ủi động viên. Hai cô bạn lắm lời La Tư và Miêu Miêu cũng đến ngồi ăn chung. Họ cứ gặng hỏi Trung Vị về câu chuyện kia là đúng hay không. Bị hỏi nhiều quá nên anh cũng nói dối là mình gia cảnh khó khăn các kiểu. Bố mẹ thì ly hôn phải ở với mẹ kế, cả tháng nay mới lại được ăn thịt. Câu chuyện cảm động nhưng hơi lố của Trung Vị đã lấy đi nước mắt của các cô gái. Ăn xong mọi người quay về lớp học, giờ tình yêu làm cho mờ mắt nên ai rủ đi đâu Trung Vị cũng không thèm đi nữa rồi. Cả ngày chỉ muốn kè kè bên cạnh người yêu thôi. Lớp trưởng thấy tóc của Miêu Miêu rơi trên tay mình thì nhẹ nhàng bỏ ra. Khổ nỗi hành động đó lại gây hiểu nhầm, thế là tự dưng không đâu ăn ngay cái tát vào mặt. Triệu Cố nhận được điện thoại từ mẹ nói cả nhà sẽ lên thành phố chơi, nhưng cô chẳng mấy quan tâm mà chỉ muốn gọi điện cho anh Tây Ba Lô. Tại rạp chiếu phim La Tư bắt gặp anh người yêu đang đi hẹn hò với một cô gái trẻ đẹp khác. Tá hỏa La Tư bèn chạy đến đánh ghen tại chỗ ba mặt một lời luôn, mà khổ tất cả chỉ là hiểu nhầm cả thôi. Cô gái kia đã có đôi có cặp cả rồi, đúng là yêu quá hóa ghen. Hôm sau cặp đôi chính của chúng ta có buổi đi chơi hẹn hò đầu tiên. Họ bắt xe bus đi đến địa điểm được bình chọn nổi tiếng ở trên mạng, nhưng thực tế thì khác xa so với tưởng tượng. Cảnh vật hoang sơ hẻo lánh và chẳng có gì đặc sắc. Đến bữa ăn là xiên bẩn nhúng lẩu mà có giá đắt vô cùng. Đến chuyến xe bus cuối ngày họ cũng không bắt kịp để trở về thành phố, đúng là buổi hẹn hò định mệnh mà. Cuối cùng Mê Nhân đã nghĩ ra cách thuê hai chiếc xe đạp để trở về, vừa tiết kiệm chi phí vừa lãng mạn, có điều sẽ phải đạp hơn 4 tiếng mới về đến nhà được thôi. Trung Vị thấy người yêu lúc nào cũng tính toán để tiết kiệm cho mình, nên đã nói ra sự thật mình là con nhà giàu điều kiện không phải quá thiếu thốn gì đâu. Nhưng Mê Nhân lại không tin câu chuyện đó lắm nên vẫn quyết định đạp xe để về. Họ đạp xe suốt cả đêm, gần rạng sáng mới về đến trường. Trung Vị mệt mỏi dã rời với hẹn hò kiểu này, anh đã quyết định công khai thân phận thật của mình trên diễn đàn trường. Cả lớp há hốc mồm khi biết Trung Vị là con nhà giàu, thậm chí còn là người thừa kế của tập đoàn Trung Thị nổi tiếng. Tiểu Việt trước kia vì dám viết bài bốc phốt anh nên cũng đã bị khóa tài khoản vĩnh viễn. Hết cách nên Thánh nhiều chuyện phải đến tận nơi cúi đầu xin lỗi vì hành động nông cạn trước kia. Tiểu Việt thừa nhận làm vậy là do ghen tị với Trung Vị mà thôi. Anh hứa từ nay sẽ viết nhiều bài tốt đẹp ca ngợi tình yêu của Trung Vị và Mê Nhân hơn. Mê Nhân mới đầu cũng hơi giận dỗi xíu vì người yêu giấu thân phận lâu như vậy, nhưng sau nghĩ lại tự nhiên vớ được anh người yêu hoàn hảo như này còn đòi chi nữa. Cô nàng nửa đêm vẫn còn bồi hồi lựa chọn địa điểm hẹn hò tiếp theo cho cả hai, lại còn nhắn tin cho nhau rủ rê để avatar đôi lãng mạn nữa chứ. Ngày nào đi học cũng mua trà sữa ít đường cho người yêu uống nữa, đúng là cứ thích phát cơm chó cho cả lớp xem mà. Cặp đôi giờ cũng chuyển chỗ ngồi cạnh nhau cho tình cùng hơn. Sơ hở ra là hai ông bà buôn chuyện chém gió với nhau, khiến thầy giáo cũng phải chú ý. Trung Vị đến công ty khoe thành tích bán hàng với bố, nhờ có cửa hàng trải nghiệm ô trí đã giúp doanh số quý 2 tăng lên gấp mấy lần. Ông bố rất tự hào khoe với cấp dưới, nói rằng thằng con trai giỏi giang tự đi gọi vốn để mở cửa hàng riêng. Nhưng mà ông ấy đâu biết tiền đó vốn là lấy từ túi của mình mà ra. Con trai xin tiền mẹ, mẹ lại về xin tiền chồng, một vòng trái đất cả. Doanh số của bên giám đốc thiết kế cũng rất khá. Mấy bà cô nhiều chuyện bắt đầu nói về cửa hàng của Trung Vị. Còn chù ẻo người ta một thời gian nữa sẽ sập tiệm. Trung Vị ngồi ngoài đợi Mê Nhân tan họp. Giám đốc thiết kế bắt đầu cảm thấy quan hệ của họ không được bình thường. Cô lo lắng nếu chuyện tình cảm của họ để mọi người trong công ty biết sẽ xảy ra dị nghị. Cả hai lén lút nắm tay nhau chạy đến quán ăn, trong lúc ăn cũng không được yên. Bị hai người ngồi bàn kế bên thì thào nói chắc là gái theo đuổi đàng trai rồi. Cảm thấy mất giá nên Mê Nhân cũng hơi chạnh lòng một chút. Miêu Miêu sắp sửa lên sóng livestream tiếp theo, cô có nhờ Mê Nhân mua giúp ít đồ để lên sóng, nhưng vì Mê Nhân mải đi hẹn hò rồi nên đành nhờ đến lớp trưởng. Mấy món đồ cần mua đó cách trường học rất xa, vậy mà lớp trưởng không ngại đường xá xa xôi vẫn mua cho bằng đủ. Miêu Miêu rất cảm động trước hành động ấy của anh. Ở nhà thi đấu Mê Nhân nói với Miêu Miêu chuyện tình cảm của mình, có phải cô đã quá chủ động làm nhiều việc cho Trung Vị rồi không? Sợ rằng sau này anh sẽ không biết trân trọng và lạnh nhạt với cô. Miêu Miêu nghe thế thì xúi cô hãy tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng hơn với Trung Vị đi, nói là làm bà ngó lơ người yêu luôn, lúc đi ăn đi chơi hay tham gia mấy hoạt động của lớp đều có ý không muốn chung trả. Thấy người yêu có những biểu hiện sai nên Trung Vị cũng hoảng lắm. Anh cố tỏ ra làm nũng nhõng nhẽo cô lúc ăn cũng bị ngó lơ, nhắn tin hỏi han quan tâm hay nói mình bị mệt mà người yêu vẫn cứ bơ lác. Qua trao đổi ý kiến với lớp trưởng, anh sợ Mê Nhân đã có tình mới hoặc đã chán mình, hay cô ấy có chuyện gì khó nói nên mới cư xử khác lạ như vậy. Ở Hằng Xương Ký hai bố con ông Trung lại có cuộc đàm đạo không mấy vui vẻ. Trung Vị muốn bố cấp vốn để mở rộng quy mô cửa hàng mèo ô trí. Tuy nhiên đánh giá thời gian thu hồi vốn khá lâu nên ông đã không đồng ý. Trưởng phòng Tề Siêu đành đến động viên cấp dưới cố gắng tăng ca để tìm kiếm thêm nhiều ý tưởng. La Tư trở về ký túc xá vừa đi vừa cười không ngớt. Ra là bà đã làm lành vụ hiểu nhầm hôm trước với người yêu rồi. Trong tình yêu cần phải chủ động, nếu cứ quá thờ ơ xa cách rất dễ chia tay. Nghe vậy Mê Nhân bắt đầu lung lay về hành động của mình với Trung Vị mấy bữa nay. Triệu Cố thì đang mải váy vóc xinh đẹp chắc chuẩn bị đi gặp Tây Ba Lô. Hôm sau Mê Nhân đến công ty nộp bản thảo thiết kế trong dự án khu rừng mới lạ. Tất cả thiết kế của cô đều bị giám đốc bác bỏ chê nó quá ấu trĩ. Đang buồn rầu ra về thì Trung Vị mang xế xịn tới rước. Anh muốn cả hai đi chơi hẹn hò để hàn gắn tình cảm. Nhưng vừa bị sếp mắng mỏ xong nên cô chả có tâm trạng gì mà ăn uống xem phim với anh cả. Thấy mình có lòng tốt mà cô cứ tỏ thái độ khiến Trung Vị rất khó chịu, cả hai cãi nhau kịch liệt trên xe. Mê Nhân vừa khóc vừa nói việc bị áp lực thiết kế ở công ty cho anh nghe, cũng thừa nhận mấy ngày qua cố tình lạnh nhạt vì sợ chủ động quá sẽ mất giá. Nói xong cô tặng Trung Vị cái thơm vào má coi như làm hòa. Trạng đua làm đại sứ cho Thế vận hội mùa đông của Miêu Miêu đã vào nước rút. Cô không biết luôn có lớp trưởng âm thầm kêu gọi fan truyện tranh của mình bỏ phiếu cho cô. Tối đến khi thấy Miêu Miêu đang livestream dưới nước còn lén lút đến xem. Thấy Miêu Miêu bất động dưới hồ lúc lâu nên lớp trưởng lo lắng nhảy xuống xem. Ra là bà đang khoe tài nín thở dưới nước của mình cho mọi người xem thôi. Cô không trách lớp trưởng đã phá đám mình, vì lo nên mới nhảy xuống cứu người. Miêu Miêu cảm động đã đưa khăn cho anh và dặn dò cẩn thận không ốm. Kết quả bầu chọn đã có, không ngoài dự kiến của mọi người Miêu Miêu đã giành được hạng nhất. Cô sung sướng và quyết định mời lớp trưởng đi ăn một bữa vì hành động ở hồ tối đó. Trong lúc ngồi ăn Miêu Miêu vô tình thấy Triệu Cố đang hẹn hò với Tây Ba Lô. Đi hẹn hò với Giai có khác trang điểm bỏ kính lồng lộn lên luôn. Cô phục vụ bàn bất ngờ đi ra đưa cho Triệu Cố đôi hoa tai. Phục vụ nghĩ là của cô đánh rơi khi đi ăn với Tây Ba Lô hôm trước, chứng tỏ ông Tây này dắt rất nhiều cô gái trẻ đẹp đến đây hẹn hò rồi. Dì Bạch đến công ty mang cơm trưa cho chủ tịch, nhưng ông ấy không có ở văn phòng nên dì đã gọi Trung Vị đến ăn cho đỡ phí. Có đồ ăn ngon thì phải gọi người yêu đến hưởng chung chứ. Trưởng phòng Tề Siêu vô tình cũng được hưởng ké lộc ăn. Mê Nhân cả buổi cứ khen dì Bạch nấu ăn ngon lại trẻ trung xinh đẹp, chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Thấy được nịnh nên dì cũng khoái chí lắm. Mãi lúc sau thấy Trung Vị gọi là mẹ thì Mê Nhân mới hơi có chút giật mình. Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì giám đốc thiết kế bước vào phá tan bầu không khí. Biết không thể giấu được nữa nên Mê Nhân đã khai ra việc mình và Trung Vị yêu nhau. Tuy nhiên cô khẳng định mình không phải loại người tiết lộ bí mật kinh doanh cho nhóm người khác biết đâu. Nghe vậy chứ giám đốc cũng tỏ ra không hài lòng cho lắm. Bản thảo thiết kế của cô vì thế phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới được phê duyệt. Ngày nghỉ cuối tuần đã đến, các cô gái lần lượt đều ăn diện để ra ngoài hẹn hò cùng người yêu. Riêng có mỗi Miêu Miêu là đến giờ vẫn chưa có bổ. Mang tiếng là hoa khôi trường mà giờ bị ế, nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Ở ký túc xá một mình chán quá nên Miêu Miêu tới rủ lớp trưởng đi ăn cùng mình. Cô cứ thao thao bất tuyệt chém gió về mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đang hot gần đây. Ai mà ngờ được tác giả cô hâm mộ lại đang sừng sững trước mặt. Nếu sau này mà biết được sự thật không biết cô nàng sẽ kinh ngạc cỡ nào. Cặp đôi chính hẹn hò cả ngày chán chê đến tối muộn mới chịu về. Đang tính phát cơm chó cho mọi người xem thì bị bà cô bảo vệ phá đám. Tưởng cơ hội phát cẩu lương vẫn còn thì lại đến bà cô La Tư nhiễu sóng. Lên phòng Mê Nhân được hội bạn chỉ giáo cho những cách thức cháo lưỡi ra sao cho lãng mạn. Nghĩ đến thôi mà đã khiến Mê Nhân đỏ cả mặt. Hôm sau ở trường xảy ra tranh chấp giữa hai lớp. Thì ra là do chơi game thua nên nảy sinh mâu thuẫn mới đánh nhau. Cả hai lớp vốn ganh ghét nhau nhiều lần nên lớp trưởng bốn mắt đã nghĩ ra giải pháp. Cuối tuần sẽ tổ chức cuộc thi đạp xe, lớp nào thua sẽ phải gửi lời xin lỗi trịnh trọng đến lớp đối phương. Cả bọn thống nhất ý kiến và giải tán đám đông, nhưng xem ra lớp của anh chẳng mấy ai muốn tham gia, bởi lớp bạn có tới 3 người nằm trong câu lạc bộ đua xe rồi. Thế thì có khác gì lấy trứng chọi đá, hoa khôi Miêu Miêu của chúng ta xem ra giờ đã khác rồi. Vốn trước kia không để tâm đến mấy hoạt động tập thể của lớp, thì nay lại rất nhiệt tình tìm kiếm ứng viên đạp xe giúp lớp trưởng. Để hâm nóng tình cảm lên một tầng cao mới nên Mê Nhân cùng Trung Vị đi xem phim cùng nhau. Đến cảnh giật gân các cô gái khác thì thi nhau giúp tay ngửi nách bạn trai. Còn riêng bà này thì không, bó tay hết cách Trung Vị đành giả vờ mình là chàng hoàng tử yếu đuối. Kết quả được như mong đợi, cả hai chít mỏ nhau xem mà sướng cả con mắt. Về nhà còn nhắn tin hẹn nhau bữa sau coi phim kinh dị tiếp vì nó hay. Có mà muốn giả vờ để chít mỏ nhau tiếp thì có. Ngày đua xe đạp đã đến, lớp trưởng chú đáo còn mua nước ủng hộ tinh thần mọi người. Bà cô Miêu Miêu đến đạp xe còn không biết mà còn cố tham gia cho vui, kiểu gì cũng về hạng bét cho xem. Trong lúc mọi người đi theo cung đường định sẵn thì La Tư cùng Triệu Cố rẽ hướng đạp lên núi. Lý do là vì La Tư nghi ngờ bạn trai đi leo núi cùng với cô gái khác. Quả nhiên cảnh tượng không muốn thấy cũng đã xuất hiện trước mặt. Anh ta còn đeo túi xách cho đối phương mà mồm cứ chối đây đẩy là mình trong sạch. La Tư nghĩ bị người yêu cắm sừng nên trong lúc tức giận đã đạp túi rồi đánh tiểu tam. Vốn dĩ cả lớp đã có nhiều bất hòa, nay lại thêm vụ bắt gian tại trận lại thêm phần rắc rối. Mê Nhân lên tiếng nói hãy giải quyết việc này bằng việc đối thơ cho văn minh đi. Bên lớp nào thua sẽ phải chấp nhận cúi đầu xin lỗi. Dù sao đây cũng là việc tình cảm riêng tư, chúng ta không nên ở đây làm ầm lên nữa. Và dĩ nhiên ứng cử viên sáng giá đối thơ sẽ là Trung Vị học giỏi nhất lớp rồi. Cả bọn về căng tin ăn uống nghỉ ngơi, La Tư cứ khóc lóc kể dù người yêu đi leo núi thì anh ta chê mệt với muỗi, vậy mà hôm nay đi với gái thì nhanh lắm, nghĩ cũng tức chứ, phải tôi thì tôi cũng 3 máu 6 cơn lên thôi. Mê Nhân nhận được tin Trung Vị đã toàn thắng trở về lấy làm vui mừng lắm. Cô tính chạy ra ôm hôn anh thắm thiết thì thế nào lại ôm nhầm bà cô quét rác, đúng là không muốn cười cũng phải cười mà. Cả bọn khuyên La Tư đừng buồn phiền, hãy bỏ cái tên bắt cá hai tay khốn khiếp đó đi, hắn ta không xứng đáng với tình cảm của La Tư. Mải chém gió hăng quá nên Miêu Miêu giơ tay lên cao làm đĩa đồ ăn rơi trúng đầu mình. Thôi thế là Toang mới có thiện cảm hơn chút mà giờ lớp trưởng lại đáp tội với bà rồi. Lúc ra về Trung Vị tranh thủ không ai để ý đã bế bổng người yêu lên ôm hôn thắm thiết. Anh coi đó như là phần thưởng vì đã chiến thắng đối thơ cho lớp. Trở về ký túc xá mấy cô bạn luôn khuyên La Tư nên suy nghĩ thật kỹ. Ai đời hắn lại bắt người yêu đi xin lỗi tiểu tam trước mặt mọi người. Người như hắn nên bỏ sớm bớt đau khổ. Nhưng tôi thấy cái bà La Tư này yếu lòng lắm. Khả năng cao mà hắn nịnh nọt vài câu thôi là lại tha thứ được ngay. Bối cảnh chuyển sang khu ký túc xá Nam. Trung Vị đang ngồi chơi sơi nước thì có số điện thoại lạ gọi đến. Người gọi là một cô gái trẻ giới thiệu là Giai Nhi. Chẳng hiểu giữa họ có mối quan hệ gì mà Trung Vị tức tốc đi ngay. Đi đến tận tối mịt mới về mà biểu hiện trông rất đáng nghi. Anh định nói gì với Mê Nhân nhưng rồi lại thôi. Hôm sau nhóm của trưởng phòng Tề Siêu đang họp rất căng thẳng. Thời gian qua mọi người đã phải tăng ca tìm kiếm ý tưởng rất vất vả. Mấy tác phẩm thiết kế của họ đều bị Trung Vị chê lên chê xuống. Nhóm thì đã ít người sẵn trong khi khối lượng công việc thì nhiều. Trung Vị thì chỉ lại quan tâm đến chất lượng dẫn đến các thành viên thấy nản lòng. Mê Nhân thì may mắn hơn, tác phẩm thiết kế của cô đã được chọn làm sản phẩm mới của quý 3. Cô vui mừng bèn rủ người yêu đi làm một bữa chúc mừng. Trung Vị mang đến tặng cô một hộp thiết kế mô hình rất đáng yêu. Định lấy điện thoại ra chụp làm kỷ niệm thì Mê Nhân nhận được lời mời kết bạn của Giai Nhi. Đến đây sự thật mới được tiết lộ. Ở đầu phim chúng ta biết thời thơ ấu lúc Trung Vị đi chôn con mèo đã chết thì bị đám bạn xúm lại trêu chọc. Có một cô bé gái giỏi võ đã xuất hiện cứu nguy cho anh. Trung Vị cho đến lúc lớn vẫn nhầm tưởng người đó là Mê Nhân. Mà Mê Nhân thì cũng muốn làm quen với anh nên đã giả thân phận nhận mình là cô bé gái đó luôn. Cô bé ấy chính là Giai Nhi, lên cấp 3 cô ấy còn quay lại trường tìm Trung Vị. Lo lắng mọi chuyện bại lộ không biết phải đối diện sao nên Mê Nhân mới đòi chuyển trường. Đây là lý do chia tay không từ mà biệt nhiều năm trước với Trung Vị đó ạ. Sự quay trở lại của Giai Nhi một lần nữa khiến Mê Nhân rất bối rối. Đi đâu làm gì cũng ám ảnh bị Giai Nhi bám theo đằng sau. Đến nỗi còn chạy nhầm vào cả phòng vệ sinh nam. Cậu bạn có cớ làm quen chạy ra ăn vạ bắt Mê Nhân phải chịu trách nhiệm. Cũng may Trung Vị đến đúng lúc cứu nguy cho cô. Nhiều ngày sau bất kể đi đâu Mê Nhân cũng luôn lo lắng sẽ gặp lại Giai Nhi. Đúng là làm điều khuất tất thì lúc nào cũng sống trong lo sợ. Đang đi thì cả hai bắt gặp La Tư đang nắm tay với bạn trai đi dạo. Tôi biết ngay là bà này khó thoát khỏi lưới tình mà. Thánh nhiều chuyện Tiểu Việt vẫn cứ chứng nào tật nấy. Thấy gần đây Mê Nhân cứ hay lảng tránh Trung Vị nên dám viết bài nói kỹ thuật hôn của Trung Vị kém tắm. Lớp trưởng thấy cả bọn đang ăn nhưng không dám vào ngồi chung. Vì sợ lại bị ăn 5 ngón tay in trên mặt sau vụ làm đổ thức ăn lên đầu Miêu Miêu dạo trước. Tránh thì tránh vậy thôi chứ biết Crash có buổi livestream tại quán cà phê thì vẫn lén lút đến theo dõi. Lần này còn đặc biệt đi uốn tóc ăn mặc bảnh bao khác ngày thường nữa cơ. Thà ông đừng đi uốn tóc còn đỡ, uốn xong nhìn đầu cứ như tổ chim buồn cười chết đi được. Miêu Miêu livestream kể về nguồn gốc các loại bánh quá nhập tâm mà đã bật khóc. Lớp trưởng thấy vậy thì chạy ra an ủi khóc cùng cô. Chính tình cảm quan tâm nhẹ nhàng đó của lớp trưởng đã giúp cả hai hóa giải những khúc mắc trước đó. Hai cô cậu cứ mắt đưa mày lém cười tủm tỉm với nhau thế này thì lại thành một đôi sớm thôi. Quả nhiên là thừa thắng xông lên, lớp trưởng hôm nay quyết hóa thân thành soái ca ngôn tình tính ghép trái tim tỏ tình với Miêu Miêu. Mà khổ nỗi ghép lộn với một cô gái khác, mất mặt quá 4 mắt ơi. Không nản lòng anh tiếp tục với phương án hóa thân thành tổng tài bá đạo ngầu lòi cưa hot girl. Nhưng cái kết anh nhận được là ăn nguyên quả bóng rổ vào đầu. Vẫn chưa chịu dừng lại lớp trưởng có màn hóa thân thành hot boy lạnh lùng. Mà vừa đi vừa xịt thuốc mũi như thằng điên. Tuy nhiên phong cách cũng không tệ đã gây được chú ý với Miêu Miêu. Chuyện lớp trưởng dạo này khác lạ có ý cưa cẩm Miêu Miêu đã lan truyền ra cả lớp. Tiểu Việt quay ra tranh thủ mách lẻo với Mê Nhân chuyện cả đêm qua Trung Vị không về ký túc xá. Đúng lúc Trung Vị đi đến trông nét mặt khá căng thẳng. Anh còn vô tình làm rơi một tấm ảnh trong tập sách. Nhưng tôi cũng chưa kịp thấy là ảnh gì bởi Trung Vị cất đi nhanh quá mà. Mê Nhân cả tiết học hôm đó trong lòng cứ bứt rứt không yên. Sau giờ học cả hai cùng nhau ra công viên cho Tiểu Hoàng Thượng ăn. Cô hỏi Trung Vị có phải anh thích em vì chuyện hồi nhỏ đó không? Nhưng Trung Vị phủ nhận anh thích là thích con người của Mê Nhân hiện tại mà thôi. Triệu Cố ra ngoài thì vô tình bắt gặp anh Tây Ba Lô đang ôm eo gái thân mật. Cô gọi điện hỏi thì anh ta còn nói dối là đang bị ốm nặng, ốm liệt giường kiểu gì mà cười toe toét với gái vậy cha nội. Đúng là trên đời này niềm tin là một cái gì đấy quá xa xỉ. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ của môn toán cao cấp, Mê Nhân ngủ quên nhưng may mà vẫn đến kịp giờ làm bài. Bài khó quá nên Tiểu Việt kêu La Tư ném phao cứu hộ cho mình. mà ném không tới lại đỗ ngay chỗ Miêu Miêu. Không may lúc cô định nhặt lên đưa cho Tiểu Việt thì bị thầy giáo bắt gặp. Để cứu Crat nên lớp trưởng tự nhận đó là phao của mình. Tội dùng phao là sẽ phải bị kỷ luật thi lại môn đó chứ chả phải đùa. Lúc này Trung Vị cũng mới chạy đến để làm bài thi. Dạo này biểu hiện của anh ấy rất là bất bình thường, không biết đang giấu giếm chuyện tày đình gì đây. Cuối giờ Trung Vị qua chỗ người yêu nói đừng giận nữa, dạo này chỉ là do anh bận chuyện ở cửa hàng quá thôi. Nốt vài ngày nữa hứa sẽ dành nhiều thời gian lại cho cô. Thế mà vừa bước ra ngoài thì Mê Nhân đã gặp hai cô bạn học cùng lớp. Họ nói vừa mới thấy Trung Vị đi ăn uống hẹn hò với một cô gái rất xinh khác. Mà đúng thế thật, Trung Vị đang đi chơi cùng Giai Nhi. Dường như cô ấy nhờ gì anh cũng răm rắp nghe theo. Giai Nhi nói vài hôm nữa sẽ quay về Mỹ rồi nên thời gian này chỉ muốn ở cạnh Trung Vị nhiều hơn. Lúc anh đi lấy bánh cho Giai Nhi thì Mê Nhân gọi điện tới để kiểm tra. Giai Nhi không ngại ngần mà nhấc máy xưng tên luôn. Mê Nhân buồn rầu đi xem phim một mình, nhưng nào có xem được gì. Cô cứ ngồi đấy vừa ngẫm nghĩ lại chuyện mấy ngày qua vừa khóc thút tha thút thít. Sau kỳ thi căng thẳng cả lớp được nghỉ phép ít ngày, người thì bận rộn đi du lịch với người yêu, người thì thu dọn hành lý chuẩn bị về quê thăm gia đình. Mê Nhân cũng thu dọn mọi thứ về nhà với bố mẹ. Trung Vị đến ký túc xá để tiễn cô ra xe. Mê Nhân lúc này đã biết hết sự thật, vì vậy không kìm được cục tức trong lòng. Cô đòi chia tay vì cho rằng Trung Vị bắt cá hai tay không còn yêu cô nữa. Mấy ngày qua anh đã lừa cô rồi lén lút hẹn hò với Giai Nhi. Hơn nữa cô chỉ là kẻ giả mạo, không phải người bạn giúp đỡ anh thổi nhỏ. Mặc cho Trung Vị có giải thích ra sao cô cũng không muốn nghe. Mê Nhân giận quá mất khôn, vùng vằng rời đi, bỏ cả vali hành lý lại. Về phía cô nàng La Tư thì kỳ nghỉ này rất quan trọng với cô, bởi hôm nay là sinh nhật của mẹ chồng tương lai, cũng có thể xem là buổi ra mắt với họ hàng, bạn bè, thân thích trong nhà. Mẹ chồng tương lai ban đầu hết lời ca ngợi La Tư, nào là cô bé sống tình cảm khéo ăn khéo nói, nào là biết quan tâm yêu thương chăm sóc mọi người, nhưng chốt hạ là bà ta bảo muốn nhận cô làm con nuôi, tức là sau này sẽ là anh em trong nhà với con trai bà ta. Nghe mà có ứa gan không, ai muốn làm anh chị em gì với con trai bà. La Tư tức mình đứng dậy nói, số cháu thầy bói bảo khắc cha khắc mẹ nên không dám làm con cháu trong nhà bác đâu. Xem ra là bà mẹ chồng này cố tình nói vậy vì không muốn La Tư làm dâu nhà mình. Tên bạn trai khốn khiếp đuổi theo ra ngoài còn trách móc cô là vô phép. Thôi bỏ sớm cái nhà này đi mà làm người. Mê Nhân về nhà với bố mẹ nhưng tâm trạng lúc nào cũng nặng nề không vui. Cô bèn ra ngoài nhậu nhẹt giải sầu với mấy cô bạn cùng phòng. Ba cô nàng ai ai cũng mang tâm sự riêng mình. La Tư thì đau lòng bởi chuyện mẹ chồng tương lai cứ muốn nhận mình làm con nuôi. Anh người yêu thì ích kỷ chỉ biết nghĩ cho tâm trạng cảm giác của bản thân, mà không biết bạn gái ấm ức tủi thân ra sao. Cô nàng Miêu Miêu thì đau đầu với cái tên lớp trưởng, nghĩ cậu ta thích mình nên mới cưa cẩm tán tỉnh bao ngày qua. Thế mà đùng cái cậu ta lại trở nên lạnh lùng thờ ơ được ngay. Vậy nên Miêu Miêu đang tính sẽ cua lại lớp trưởng. Còn Mê Nhân thì cũng kể lại toàn bộ câu chuyện giữa mình với Trung Vị và cô gái tên Giai Nhi. Ở diễn biến khác, Triệu Cố sau hôm phát hiện ra tây ba lô là chai đều thì vẫn lạc quan như không có gì xảy ra. Cô vẫn đến gặp gỡ anh ta và bạn bè quẩy tưng bừng ở quán bar. Đúng là trời sinh đức tính mạnh mẽ lạnh lùng. Tôi ước tôi học được cái tính của bà này một chút thì tốt. Vô tình Triệu Cố lại ánh mắt ta chạm nhau với một ông tây ba lô khác. Cả hai lại bắt đầu trò chuyện làm quen kết bạn. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Mê Nhân mới nhớ ra tối qua lúc say xỉn đã tức mình mà hủy kết bạn với Trung Vị. Thôi lỡ rồi thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Cô tranh thủ lúc được nghỉ học đến Hằng Xương Ký làm thêm, mà mục đích chính là đến để xem có gặp Trung Vị ở đó không. Ngày nào cô cũng cố ý mua cà phê cho trưởng phòng Tề Siêu, nhưng thật ra là muốn tạt té qua đó kiếm bóng dáng người yêu. Họ giận nhau thấm thoát đã cả tháng này. Tề Siêu có ý tốt khuyên cậu chủ hãy bỏ qua và chủ động liên lạc với Mê Nhân. Nhưng cái tôi của Trung Vị cũng lớn lắm, anh nhất quyết không chịu nhượng bộ. Kỳ học mới đã đến chào đón các sinh viên quay trở lại trường học. Lớp trưởng bốn mắt đã trực sẵn ở cổng để kéo vali cho Crat. La Tư biết ngay là lại làm lành với người yêu rồi. Triệu Cố thì như lột xác thành người khác vậy. Cô khoe đã có bạn trai mới là giáo sư người nước ngoài, bảo sao nâng cấp giao diện khác hẳn. Mê Nhân thì được Trung Vị đem trả lại hành lý mà không nói với nhau câu nào. Buổi học đầu tiên đã có sự góp mặt của Giai Nhi. Cô ta nói với Trung Vị mình sẽ không quay về Mỹ nữa, mà sẽ hoàn thành chương trình học đại học ở đây. Trung Vị chẳng quan tâm lắm, chỉ cảnh cáo cô đừng làm gì để ảnh hưởng đến Mê Nhân rồi rời đi. Trung Vị đến tìm Mê Nhân giải thích việc anh không hề hay biết việc Giai Nhi đột ngột đến trường học. Nhưng Mê Nhân chỉ lạnh lùng đáp giờ cả hai đã chia tay tốt nhất nên giữ khoảng cách. Buồn rầu đi đến công ty thì lại bị giám đốc thiết kế triệu tập gấp. Tác phẩm mô hình trong khu rừng mới lạ của cô không được thị trường đón nhận. Nói cách khác là sẽ không thể đẩy được ra doanh số bán hàng. Vì vậy giám đốc quyết định sa thải cô. Ông này chắc cũng có một phần nào đó muốn lấy việc công trả thù từ đây. Mê Nhân ôm đồ đạc thất thểu ra về thì gặp được trưởng phòng Tề Siêu. Biết cô bị đuổi việc, anh đã gọi điện thông báo cho Trung Vị liền. Lúc về đến trường mải suy nghĩ mà đánh rơi đồ hết cả. Một cậu bạn gần đó trông thấy có ý làm quen nên đã chạy đến giúp đỡ cô. Cậu bạn còn tốt bụng mua cho Mê Nhân một que kem để cho cô đỡ buồn. Vừa hay hình ảnh đó lại rơi trúng tầm mắt của Trung Vị nhà mình. Tin tức bọn họ đã đường ai nấy đi nhanh chóng lan truyền ra khắp trường. Giờ nhìn thấy nhau cứ tránh như thể tránh tà vậy. Mỗi lần Mê Nhân đi học muộn anh cũng không còn giúp cô qua mắt thầy như trước kia nữa. Vì trả thù việc đó nên Mê Nhân đã nhận lời đi xem phim cùng cậu bạn đang tán tỉnh mình tên Mộng Hiên. Trung Vị tuy không nói gì nhưng trong lòng thì đang nổi máu ghen rồi. Anh lập tức nhờ ông Thánh nhiều chuyện điều tra về lai lịch Mộng Hiên. Hoa khôi Miêu Miêu giờ rơi vào lưới tình với lớp trưởng bốn mắt rồi nha mọi người. Lúc nào cũng tạo cơ hội để tiếp cận người ta thôi. Ông thần bốn mắt này trong lòng cũng sướng chết đi được nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng làm màu tí. Việc trên lớp mất trật tự lộn xộn hay đi muộn về trễ ở ký túc xá Miêu Miêu đều đứng ra giải quyết dùm cho crack. Đúng là bậc thầy yêu đương có khác thả mồi cắn câu liền. Việc Trung Vị nhờ điều tra lai lịch Mộng Hiên cũng đã có kết quả. Chiều nay lớp anh vừa hay lại có trận bóng rổ giao hữu với bên lớp của Mộng Hiên. Đây chính là cơ hội anh thể hiện bản lĩnh trên sàn thi đấu. Trận đấu gay cấn bắt đầu diễn ra. Trước khi ra sân, Mộng Hiên còn làm động tác bắn tim về phía Mê Nhân khiến Trung Vị tức nổ con mắt. Phía lớp thiết kế của Mộng Hiên được một dàn mỹ nữ ra nhảy cổ vũ tinh thần, mà át chủ bài chính là cô nàng Giai Nhi. Hai đội thi đấu hết sức căng thẳng và phần thắng đang nghiêng về lớp thiết kế của Mộng Hiên. Thấy tình hình không mấy khả quan nên Miêu Miêu nghĩ ra cách tiếp sức cho lớp quản trị của mình. Các cô gái của chúng ta bắt đầu nhảy vũ điệu thần tiên tiếp lửa cho các chàng trai. Thấy có fan nữ hùng hậu các anh chơi máu chiến hơn hẳn. Nhất là Trung Vị có tình yêu tiếp sức cho cái là đánh vào lỗ cứ gọi là liên tục. Ở những giây cuối cùng của trận đấu thì tỷ số đã được san bằng, cả hai lớp đã hòa nhau. Mê Nhân bỏ ra về thì Trung Vị lập tức đuổi theo cô. Anh hỏi về mối quan hệ của cô với Mộng Hiên là gì, nhưng Mê Nhân lại chất vấn về chuyện của anh và Giai Nhi. Trách anh sao để cô ta nghe điện thoại của mình rồi lại đi hẹn hò tình cảm với cô gái đó. Trung Vị nói anh đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của cô ta chẳng qua là vì em thôi. Vì sợ Giai Nhi sẽ đến làm phiền em khiến em sẽ chia tay anh nên anh mới phải làm như vậy. Cả hai nói được mấy câu thì lại như nước với lửa. Hôm sau Giai Nhi đến tìm Mê Nhân và nói mấy lời rất là cà khịa thách thức. Cô ta nói Trung Vị vốn phải là của mình, yêu cầu Mê Nhân trả lại Trung Vị cho cô. Tôi e sắp tới bão sẽ đổ bộ về đây thôi. Cuộc chiến tranh giành bồ giữa các cô gái của chúng ta. Mê Nhân buồn rầu về phòng thuật lại việc gặp Giai Nhi cho hội chị em bạn gì nghe. Cả đám bắt đầu lên kế hoạch để giúp Mê Nhân lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Ngoài giờ học nhàm chán trên lớp thì cả bọn tổ chức nhiều hoạt động giết thời gian thú vị. Mấy cô nàng bày đồ nghề đan len theo thùa. Chán rồi thì lại học make up bôi ma bôi mèo lên mặt. Hôm ấy bốn cô nàng còn ăn mặc lồng lộn quyết dằn mặt đám Giai Nhi một phen. Kết quả vẫn là đa số áp đảo tiểu số. Anh chàng Mộng Hiên ngày nào cũng chăm chỉ chạy qua đưa trà sữa cho Crat, còn không quên mua phần cho ba cô bạn thân kia. Anh cũng biết lấy lòng người khác đấy chứ. Trung Vị nhìn thấy thì ngứa mắt lắm nên gọi Tiểu Việt vào trợ giúp. Cứ hễ mỗi lần Mộng Hiên đưa đồ ăn ngon gì tới cho đám con gái thì Tiểu Việt được giao nhiệm vụ vào phá đám, đưa những đồ ăn khác cho cả bọn. Khỏi nói cũng biết đều là do Trung Vị mua rồi, chứ cái tên Tiểu Việt kia bo thì lấy đâu ra tiền. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Tiểu Việt bị ép khai ra ai là người đứng sau chỉ thị. Trở về ký túc xá, Tiểu Việt nói kế hoạch của bọn họ đã bị bại lộ, chi bằng Trung Vị hãy biến địch thành bạn, hãy nhờ sự trợ giúp của các cô gái trong nhóm vậy há phải thuận lợi hơn nhiều sao. Nói là làm. Trung Vị ngay tức khắc hẹn gặp ba bà Tám nhiều chuyện. Sau khi trình bày lý do mình đáp ứng nhu cầu hẹn hò với Giai Nhi là vì nghĩ cho Mê Nhân, sợ cô ấy sẽ chia tay rồi biến mất thêm một lần nữa, nên anh mới phải cố chiều theo Giai Nhi cho đến khi cô ta đi Mỹ. Ai ngờ Giai Nhi lại quay xe lật mặt khiến mọi chuyện tệ như bây giờ. Nghĩ tình cảnh của Trung Vị cũng tội nên cả bọn quyết định giúp đỡ. Kế hoạch đầu tiên là họ tạo dịp cho cặp đôi chính có cơ hội gặp nhau. Trung Vị thấy Mê Nhân đang ở thư viện đọc sách thì mon men áp sát. Ngờ đâu kỳ đà cản mũi Mộng Hiên xuất hiện, Mê Nhân tức giận liền bỏ ra về. Hôm sau trường đại học tổ chức buổi meeting cho phép các vị phụ huynh đến trường tham quan cùng sinh viên. Bố mẹ của Mê Nhân cũng lên chơi với con gái. Trung Vị có bài phát biểu trước quan viên hai họ vô cùng xuất sắc. Anh tiến đến chỗ bố mẹ vợ tương lai chào hỏi rất là tự nhiên, sau đấy còn chủ động rủ mọi người đi ăn bữa cơm thân mật. Dĩ nhiên ông bà thấy cậu bạn dễ thương lại đẹp trai tài giỏi vậy sao nỡ từ chối cho được. Để chữa gượng thì Mê Nhân đã rủ thêm cả hội bạn thân đến ngồi chung mâm cho đỡ dơ. Chỉ sau vài phút nói chuyện ngắn ngủi, Trung Vị khéo ăn khéo nói đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của bố mẹ vợ. Ông bà còn nhiệt tình đẩy thuyền kêu con gái đang cần kiếm một mối tình vắt vai. Trung Vị như cá gặp nước khoái chí, vừa ăn vừa cười tủm tỉm sung sướng. Bầu không khí đang vui vẻ thì Giai Nhi bất ngờ xuất hiện phá đám. Cô ta tiến lại gần còn tự giới thiệu mình là bạn gái của Trung Vị. Bây giờ thì đến lượt Mê Nhân phải tức nổ đom đóm mắt rồi. Ăn uống xong mọi người lục tục kéo nhau ra về. Ra đến cửa thì bắt gặp cảnh Giai Nhi ôm chặt lấy Trung Vị. Thật ra là bà Giai Nhi cố tình làm vậy để gây chia rẽ đôi bạn trẻ thôi. Mấy cô bạn thân thấy vậy thì quay xe quyết định không can thiệp, giúp đỡ Trung Vị làm lành với Mê Nhân nữa. Hôm sau Mê Nhân đến một tiệm thú cưng để có thêm ý tưởng sáng tạo mô hình. Trung Vị đến ký túc xá tìm Mê Nhân giải thích sự việc hiểu nhầm hôm qua thì nhận được điện thoại của Giai Nhi. Cô ta nói bắt được tiểu hoàng thượng đang bị thương, bảo anh mau đến cùng cô đưa nó đi bệnh viện. Nơi họ đến lại chính là tiệm thú cưng mà Mê Nhân đang ở đó. Bắt gặp cảnh tượng này thì có giải thích bằng rời rồi anh em ạ. Thấy sự việc đã đi quá xa nên Trung Vị đã thẳng thừng nói mình không hề có tình cảm với Giai Nhi. Quá khứ thuở nhỏ đã qua lâu rồi, giờ người anh yêu chỉ có Mê Nhân mà thôi. Mê Nhân về đến trường thì gặp Mộng Hiên, cô cũng nói rõ việc mình không có tình ý gì với anh cả. Chẳng qua chỉ muốn dùng anh để trêu tức Trung Vị mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của cô bạn Triệu Cố. Các cô gái tính tổ chức cho bạn thân một buổi tiệc chúc mừng bất ngờ. Triệu Cố ăn mặc đẹp ra ngoài chỉ mong được đi hẹn hò chúc mừng cùng anh người yêu mới giáo sư kia. Nhưng kết quả thì ông ta báo có việc bận không thể đến. Miêu Miêu ở đâu bất ngờ chạy đến thông báo ký túc xá bị hỏng ống thoát nước, mọi thứ đang bị ngập lụt khủng khiếp. Triệu Cố là con mọt sách nên lo lắng cho đống sách vở bèn hoảng hốt chạy về xem. Nhưng đây chỉ là cú lừa để tạo bất ngờ sinh nhật cho Triệu Cố thôi nha mọi người. Mê Nhân được giao nhiệm vụ đi mua bánh trước khi Miêu Miêu lừa được nhân vật chính trở về. Bỗng cô nàng nhận được tin nhắn của Trung Vị báo gặp có chuyện gấp. Thì ra anh muốn nói cho Mê Nhân biết chuyện bạn trai giáo sư của Triệu Cố là một trap boy chính hiệu. Anh còn nhân cơ hội này muốn nói bắt đầu lại với Mê Nhân, đúng là tranh thủ hơn cao thủ mà. Nhưng đầu óc cô giờ đang lo nghĩ chuyện của Triệu Cố nên chẳng để lọt từ nào vào đầu. Mê Nhân vội chạy về ký túc xá giao bánh thì đã quá trễ. Dù vậy Triệu Cố vẫn rất cảm kích trước tấm lòng của mấy cô bạn thân. Cô còn chia sẻ sau khi tốt nghiệp sẽ du học và làm việc bên nước ngoài. Bạn trai giáo sư của cô đã hứa chu cấp và sắp xếp hết công việc cho cô bên đó cả rồi. Mê Nhân lo lắng bạn mình sẽ bị lừa bèn nói ra sự thật. Ông giáo sư đó thực chất là một gã tồi chuyên lừa gạt tình cảm. Triệu Cố nghe xong thì thản nhiên như không có vấn đề gì. Ra là bà đã sớm biết bộ mặt thật của bạn trai. Nhưng chỉ cần là người có năng lực kinh tế có thể giúp đỡ mình sau này thì chuyện khác cô không quan tâm. Bạn bè khuyên cô đừng nên mù quáng đánh đổi hạnh phúc cả đời chỉ vì sự nghiệp như thế. Nhưng Triệu Cố vốn sống trong gia đình trọng nam khinh nữ. Bố mẹ chỉ coi trọng em trai mà không để ý đến cô. Nếu cô ấy không làm như vậy thì cuộc đời sau này sẽ rất khó sống. Thông cảm cho hoàn cảnh của Triệu Cố nên cả bọn đã đuổi theo và tặng quà sinh nhật cho cô. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì thì tình bạn trong sáng của bọn họ sẽ mãi không thay đổi. Hôm sau Miêu Miêu hào hứng rủ các bạn trong lớp đến xem tiết mục của câu lạc bộ kịch nói trong trường. Cô ấy cũng được giao một vai nhỏ trong trích đoạn nên rất mong mọi người sẽ đến ủng hộ. Mà lớp trưởng cũng nhân dịp này tính tỏ tình với Crat luôn. Thông tin mật này đã được Trung Vị báo cho Mê Nhân biết. Kèm với tin lớp trưởng chính là tác giả của mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang hot. Anh tính mượn dịp để nói lại câu chúng ta bắt đầu lại nhé. Nhưng tốc độ của anh hơi chậm nên lại để lỡ mất. Lớp trưởng ăn mặc như soái ca Hàn Quốc chuẩn bị nến và hoa chuẩn bị tỏ tình với Crat. Anh còn tưởng tượng cả hai sẽ có cái kết ôm hôn lãng mạn, thế nhưng đời không như mơ. Mê Nhân đến nói ra thông tin vừa nhận được khiến Miêu Miêu rất tức giận. Những tình tiết trong tiểu thuyết của lớp trưởng rất giống ngoài đời thực. Thế thì có khác gì xem cô như là tư liệu viết chuyện. Vậy nên kế hoạch tỏ tình đã thất bại toàn tập. Các cô gái về phòng khuyên Miêu Miêu đừng nên tức giận mà bỏ lỡ một người tốt như lớp trưởng. Theo sự phân tích của họ thì sau Triệu Cố, Miêu Miêu thì người tiếp theo nhận tin xấu rất có thể là La Tư. Cùng lúc đó người yêu của La Tư cũng đang nhận được lời đề nghị ở ghép chung phòng với một cô gái để tiết kiệm chi phí. Xem ra Trung Vị lại chuẩn bị có cơ hội gặp Mê Nhân lần 3 rồi đây. Cô nàng La Tư ngày ngày như ngồi trên đống lửa. Bà chỉ lo Trung Vị sẽ phát giác ra vụ gì xấu liên quan đến người yêu bà. Chắc đến lúc đó không sống nổi quá. Quả nhiên hung thần tin dữ đã truyền sớm đến. Trung Vị nói người yêu của La Tư đang thuê nhà ở riêng với Tiểu Tam. La Tư hay chuyện thì cố tỏ ra bình tĩnh còn định mua đồ đến chúc mừng tân gia. Trung Vị rảnh rỗi sinh nông nổi đã đến tận nơi đón bốn bà cô chuẩn bị đi đánh ghen. Ngồi trên xe La Tư lòng nóng như lửa đốt cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cô hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu nhầm gì đó thôi. Đến nơi không ai bảo ai đã vội vàng lao lên tầng bấm chuông inh ỏi. Cả bọn xông vào trong xem có tiết mục chim chuột gì ở đây không. La Tư lần này rất bình tĩnh hỏi bạn trai đầu đuôi câu chuyện. Anh ta nói do đám bạn chung phòng hay chơi game ồn ào quá nên muốn chuyển ra ngoài cho chuyên tâm học hành. Giữa anh và cô gái kia không có bất cứ quan hệ mờ ám nào. La Tư kiểm tra phòng ốc các thứ rồi cũng tin tưởng anh. Nhưng tin chưa được phút mốt thì thấy họ đang nấu lẩu uyên ương chuẩn bị ăn với nhau. Cô nàng mất bình tĩnh nói lời chia tay rồi chạy đi. Tên bạn trai bị Trung Vị chặn đường tẩn cho một trận cho bỏ ghét. Thấy tay Trung Vị có vết xước khiến Mê Nhân lo cuống cả lên. Anh chàng lại càng vờ vịt diễn kịch để lấy được tình thương của bạn gái hơn. Cả chặng đường trở về La Tư cứ khóc lóc thút thít. Cô nói đã ước hẹn với bạn trai sau này về sống chung sẽ cùng ăn lẩu uyên ương với nhau. Vậy mà giờ thấy anh vui vẻ ăn cùng Tiểu Tam làm cô đau lòng. Trở về Trung Vị quyết chơi lớn một phen chứ không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Anh tắm nước lạnh xong còn mở điều hòa hết công suất để bản thân bị cảm lạnh. Không khí của cả lớp học giờ đây khá u ám. Chuyện của lớp trưởng và Miêu Miêu cũng cắt đứt. Cô ấy quyết không chịu tha thứ cho bốn mắt. Còn Trung Vị cứ ho khụ khụ đã thành công thu hút sự chú ý của Crat. Cả hai sau giờ học đã lên sân thượng gặp nhau. Mê Nhân cầu xin anh sau này đừng mang tin xấu gì đến cho phòng của cô nữa. Có thù oán gì thì trút lên đầu em là được rồi. Nói xong cô dúi cho Trung Vị túi thuốc rồi bỏ đi. Lớp trưởng giờ bị thất tình nên mặt mũi lúc nào cũng ủ rũ âu sầu. Cậu chả thiết tham gia mấy hoạt động tập thể của lớp nữa. Đám fan tiểu thuyết dục anh mau mau viết chương tiếp theo nhưng giờ làm gì còn tâm trạng. Miêu Miêu đi theo sau nãy giờ đã chứng kiến hết bộ dạng thất thần của lớp trưởng. Cô ra lệnh cho anh phải tiếp tục viết chuyện rồi tủm tỉm rời đi. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu là không thể coi thường. Chỉ có vài câu nói thôi mà lớp trưởng liền viết chương tiếp theo luôn. Mê Nhân giờ cũng hiểu ra mọi chuyện nên cũng có ý muốn làm lành với Trung Vị. Cô hẹn anh sẽ gặp nhau ở liên hoan phim ngắn sắp tới. Hai cô gái dạo bước đi về thì bắt gặp lớp trưởng. Mê Nhân về trước nhường không gian riêng tư lại cho họ. Lần này lớp trưởng đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với Miêu Miêu. Cả hai tiến lại ôm hôn nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuối cùng ông bà này cũng chịu thành một cặp rồi đợi mãi cơ. Cặp đôi chính của chúng ta đợi nhau ở liên hoan phim ngắn như đã hẹn. Mê Nhân nói cô đang đi đường tắt qua một công trường thi công sắp đến nơi rồi. Bỗng mọi người hốt hoảng vì có tin báo công trường gần đó bị sập có người còn bị thương. Trung Vị chân run cầm cập sợ có tin chẳng lành. Đến nơi thấy cái chân đi đôi giày trắng bị gạch đá đè lên thì anh càng hoảng hơn nữa. Bất chấp can ngăn nguy hiểm vẫn lao vào đào bới. May quá chỉ là con ma nơ canh. Mê Nhân đứng sau chứng kiến tất cả. Cả hai ôm chầm lấy nhau cứ tưởng người yêu bị làm sao hú hồn chim én. Mê Nhân hứa từ nay sẽ không chiến tranh lạnh hay để người thứ ba làm ảnh hưởng đến mối quan hệ nữa. Vậy là họ đã làm lành và phát cơm chó cho cả nhà xem. Mê Nhân và Miêu Miêu giờ đã thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm. Chỉ có La Tư là buồn nhất bởi cô đã chia tay người yêu. Anh ta đã tiến đến với cô Tiểu Tam từng thuê nhà ở riêng kia. Triệu Cố cũng đã nhận được thông báo chuẩn bị sang Anh du học. Cô vẫn quyết định đánh đổi tất cả để theo tên giáo sư đều kia để mong sau này có sự nghiệp tươi sáng. Triệu Cố gọi điện về quê thông báo cho mẹ mình sắp đi du học. Đổi lại chỉ nhận được mấy câu lạnh lùng, nhà không có tiền muốn đi du học thì hãy tự lo liệu. Sau này đi sang đó thành công nhớ kéo cả em trai sang sinh sống. Thật tôi chưa thấy người mẹ nào vô cảm như vậy. Hôm sau mẹ chồng hụt của La Tư bất ngờ đến ký túc xá tìm cô. Bà ta trước sỉ nhục và chỉ nói kháy muốn nhận cô làm con nuôi. Vậy mà giờ vẫn còn tư cách đến đây nhờ vả. La Tư thu dọn đồ đạc và thông báo sẽ chuyển khỏi đây để đến chăm sóc cho bạn trai. Anh ta sau khi chia tay cô thì cũng cơm không lành canh chẳng ngọt với Tiểu Tam. Hai người đó suốt ngày cãi vã bất đồng quan điểm. Vì tức giận mà anh ta không may trượt ngã cầu thang gãy cả tay. Đến trường thì bị giảng viên lại chính là bố của Tiểu Tam sỉ nhục. Trong lúc nóng giận anh ta còn đấm cả vào mặt giảng viên. Ở nhà thì suốt ngày bị bà mẹ gây áp lực đủ thứ chuyện. Kết quả bác sĩ chẩn đoán là bị rối loạn lo âu trầm cảm. Anh ta giờ chỉ muốn gặp lại cô người yêu La Tư. Thế nên bà mẹ mới hết cách phải muối mặt đến nhờ vả. La Tư là người sống tình cảm hết tình còn nghĩa, nên đã dọn dẹp hành lý đến chăm sóc cho bạn trai cũ. Trước khi La Tư đi các cô gái đã dành nguyên một ngày để đi chơi cùng nhau làm kỷ niệm. Họ ngồi chia sẻ về dự định tương lai sắp tới. Triệu Cố vẫn theo kế hoạch đi du học Anh. Mê Nhân mặc dù bị đuổi việc khỏi Hằng Xương Ký, nhưng hiện tại đang thiết kế online được khá nhiều người ủng hộ. Tình cảm của Miêu Miêu và lớp trưởng thì khỏi nói cứ gọi là ngọt hơn mía lùi, chỉ có mỗi La Tư là hơi buồn nhẹ. Ngày hôm sau La Tư chuyển đến nhà bạn trai cũ ở để tiện việc chăm sóc. Anh ta thấy cô đến thì vui mừng khôn xiết. Mẹ chồng hụt giờ cũng không hách dịch tinh tướng như dạo trước nữa. Bà ta đã bắt đầu biết ơn La Tư hơn. Về phần Triệu Cố thì đi tiệc tùng liên hoan cùng bạn trai giáo sư. Mấy anh Tây ba lô cứ nói cái trường đại học cô đang học là quá đỗi tầm thường. Sau này cô có thể dựa hơi giáo sư mà sống. Triệu Cố vốn là người thích độc lập đứng vững bằng bản lĩnh của mình. Khi nghe mấy lời đó thì không khỏi chạnh lòng. Về nhà cô bất ngờ khi mẹ ở quê gọi điện lên nói mấy lời an ủi động viên cô. Nào là sang đó du học nhớ bảo trọng giữ gìn sức khỏe cố gắng sống tốt. Bố Triệu Cố cũng đi rút một khoản tiền lớn bảo gửi lên cho con gái trước khi nó đi. Liệu những việc vừa đột ngột xảy ra có khiến cho Triệu Cố thay đổi quyết định đi Anh của mình hay không đây? Tại Hằng Xương Ký tình hình doanh số dạo này không được tốt cho lắm. Nhóm của giám đốc thiết kế doanh số bị tụt dốc, mà nhóm của trưởng phòng Tề Siêu và Trung Vị cũng thảm không kém. Một số thành viên vì không thích cách làm việc của Trung Vị còn lần lượt xin nghỉ việc. Liệu sắp tới Trung Vị sẽ phải đối mặt thế nào với những khó khăn này? Chủ tịch Trung gọi con trai đến trò chuyện, ông bố khuyên con trai nên mở rộng tầm nhìn và biết lắng nghe hơn. Như vậy nội bộ mới đồng lòng không chia năm xẻ bảy. Được sự góp ý của bố và Mê Nhân nên ngay ngày hôm đó anh đã triệu tập đông đủ mọi người. Thời gian qua anh đã cố chấp và không chịu lắng nghe hết ý kiến của đồng đội. Nay anh xin cúi đầu tạ lỗi mong mọi người quay lại làm việc cùng mình. Thấy sếp Trung nhỏ cũng có lòng nên mấy anh chị em cũng không chấp. Họ hứa từ nay sẽ cố gắng dốc sức làm việc hơn nữa vì công ty. Ở ký túc xá Miêu Miêu đang phụ Mê Nhân đóng gói hàng hóa gửi đi. Các thiết kế online của Mê Nhân giờ đây bán chạy như tôm tươi. Liên tục có người gọi điện đặt hàng với số lượng lớn. Nhiều công ty thiết kế mô hình nổi tiếng cũng vì thế mà gửi thư mời đến phỏng vấn cho cô. Nhưng thực sự nơi cô muốn đến làm nhất vẫn là Hằng Xương Ký. Hôm sau giám đốc thiết kế triệu tập cuộc họp khẩn. Anh ta thông báo với mọi người sắp tới sẽ hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu người Nhật Bản. Để mời ông này chắc giám đốc cũng đã phải tốn kha khá chứ không ít. Nhưng ngược lại anh ta rất tự tin doanh số thu về sắp tới của nhóm mình. Trung Vị và Tề Siêu khá đau đầu trong lựa chọn mẫu thiết kế. Nếu không chọn được tác phẩm xuất sắc sẽ khó lòng cạnh tranh với nhóm giám đốc. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì Mê Nhân xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô nói muốn đến xin việc và từ nay sẽ là cánh tay phải đắc lực cho anh. Từ ngày có thiên tài thiết kế Mê Nhân hỗ trợ thì cả đội như được tiếp thêm sức sống. Ý tưởng sáng tạo tràn ngập và làm việc nhóm hợp tác rất ăn ý. Họ làm việc hăng say không quản ngày đêm chỉ mong cho ra được thiết kế ưng ý nhất. Về phía La Tư, cô hàng ngày vẫn chăm sóc cho bạn trai chu đáo. Nhờ sự giúp đỡ tận tình mà tinh thần của anh ta cũng cải thiện hơn rất nhiều. Lớp trưởng giờ viết tiểu thuyết thì có thêm quân sư đắc lực kè kè bên cạnh. Viết chuyện kiểu gì cũng phải hợp ý người yêu không thì chết với bà. Cuộc sống sắp tới của anh xem ra lành ít dữ nhiều rồi đây. Ngoài giờ làm việc ở Hằng Xương Ký thì Trung Vị luôn giúp Mê Nhân ôn luyện bài vở trên lớp. Anh quyết không để cô đứng nhất lớp từ dưới lên nữa. Trở về ký túc xá, Mê Nhân có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Miêu Miêu. Hoa Khôi kể về chú chó Tiểu Bạch đáng yêu của gia đình mình. Nhờ cuộc nói chuyện mà Mê Nhân đã nảy ra ý tưởng sáng tạo. Chủ đề của bọn họ lần này là làm về một chú mèo đồng hành. Mê Nhân rất nghiêm túc và khẩn trương cho dự án ra mắt sắp tới. Hy vọng thiết kế của họ sẽ giành chiến thắng toàn công ty. Hôm sau, Trung Vị đem ý tưởng mèo đồng hành ra họp trước ban cổ đông. Chủ tịch ban đầu hơi lo ngại với ý tưởng mới này. Ông sợ rằng thị trường sẽ khó đón nhận thiết kế mới. Sau một hồi thuyết phục bố nên mạo hiểm một lần để có được đột phá, thì dự án của Trung Vị đã được ban cổ đông phê duyệt. Có điều đây mới chỉ là thành công bước đầu thôi. Về sau sẽ còn sản xuất, tiêu thụ và tiếp thị nữa. Mọi người chuẩn bị công tác ra mắt sản phẩm mới tại cửa hàng trải nghiệm Ô Trí. Nhờ có hội bạn thân giúp sức mà tất cả đã chuẩn bị xong xuôi cả. Hôm sau, Mê Nhân trở thành người diễn thuyết trước các bạn hâm mộ mèo đồng hành. Còn Trung Vị thành linh vật sống chụp ảnh cùng các fan. Mới ngày đầu cho ra mắt mà mèo đồng hành của họ đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ các đại lý lớn. Cả bọn vui mừng khôn xiết, riêng chỉ có giám đốc thiết kế hay tin thì không được vui cho lắm. Các bạn trẻ đi ăn uống nâng ly chúc mừng thắng lợi hôm nay. Ngoài ra, Triệu Cố cũng thông báo sẽ không đi du học nữa. Thật ra ở lại cũng là một sự lựa chọn tốt. Dự án mèo đồng hành của Trung Vị bước đầu rất thành công. Nhưng nhiều ngày sau thì đã phát sinh sự cố. Hàng loạt các đại lý lớn nhỏ đều đến Hằng Xương Ký xin trả lại các đơn hàng đã đặt. Nguyên nhân là doanh số bán hàng không tốt, khách hàng không mấy mặn mà với mô hình mèo đồng hành cho lắm. Trung Vị rất buồn rầu vì việc này. Mê Nhân cố gắng kể chuyện vui cho anh thì anh vẫn không cười nổi. Miêu Miêu biết chuyện của Hằng Xương Ký thì đã đưa ra ý tưởng mới. Cô muốn livestream giúp quảng bá sản phẩm mèo đồng hành tới đông đảo người dùng. Ý kiến này quả thật cũng không tồi. Trung Vị mặt mũi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước trở về nhà. Biết con trai buồn phiền vì chuyện thất bại ở công ty nên bố đã động viên khích lệ. Dù sao sau này sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa, nên hãy cứ cố gắng hết sức có thể là được rồi. Mê Nhân tích cực phát tờ rơi dán quảng cáo mèo đồng hành khắp nơi. Miêu Miêu cũng giúp livestream quảng bá sản phẩm nhưng xem ra chưa có hiệu quả. Đúng lúc Triệu Cố góp ý có thể tạo một chợ mua sắm online trên mạng xem sao. Mê Nhân nảy ra ý tưởng sẽ tạo ra một cửa hàng trải nghiệm online để phủ sóng đến mọi người. Nhìn những con vật có hình ảnh sống động đáng yêu nên quả nhiên đã có tác dụng. Rất nhiều đơn hàng mới đã được gửi đến Hằng Xương Ký. Cuối cùng đã đến ngày chủ tịch công bố kết quả doanh số quý 4. Mèo đồng hành đã trở thành quán quân doanh số cuối năm. Nhóm Trung Vị và trưởng phòng Tề Siêu vui mừng hò reo. Nhưng giám đốc thiết kế thì bị chủ tịch gọi vào phòng riêng nói chuyện. Anh ta vậy mà dám móc nối trong ngoài phối hợp làm giả các hợp đồng đặt hàng. Mục đích chỉ là để đẩy cao báo cáo doanh số giả. Một người bất chấp thủ đoạn lại còn bóp chết các ý tưởng của đồng đội thật là quá đáng. Anh ta không những hối cải mà còn cho rằng chủ tịch luôn thiên vị cho con trai. Nể mặt anh ta đã nhiều năm đóng góp cho Hằng Xương Ký nên chủ tịch sẽ không truy tố pháp lý. Nhưng sự nghiệp của anh ta ở Hằng Xương Ký sẽ kết thúc tại đây. Sau một thời gian được La Tư chăm sóc chu đáo thì Phương Mậu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Ngày anh ta đi học trở lại cũng là ngày mà La Tư rời đi. Trước kia cô coi anh là tất cả cuộc sống của mình, nhưng giờ cô muốn sống cho bản thân mình. Thời gian qua chăm sóc giúp đỡ anh là vì xem như bạn bè mà thôi. Từ nay cô sẽ không lụy tình nữa, phải mất đi rồi con người ta mới thấy trân trọng. Lớp trưởng và Miêu Miêu đang đi hẹn hò thì bắt gặp Triệu Cố đi mua sắm. Cô ấy tính mua ít đồ về cho gia đình. Biết tin công viên nhỏ sắp sửa phá dỡ xây nhà thì Trung Vị và Mê Nhân vội vàng đến xem. Dưới gốc cây ở công viên là nơi năm xưa Trung Vị chôn kỷ niệm của cả hai. Họ hẹn ước sau này dù xảy ra chuyện gì thì vẫn sẽ mãi luôn ở bên cạnh nhau. Cuộc sống đại học, cuộc đời tuổi trẻ có rất nhiều niềm vui và nỗi buồn. Mỗi cung bậc cảm xúc ta đi qua đều đọng lại nhiều trải nghiệm. Hãy sống vui vẻ và hết mình vì cuộc đời này rất ngắn ngủi.